Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel YouTube Dũng Lơ Fishing TV. Ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục lên cho mọi người một cái lô hàng đồ câu Nhật rất là nhiều món luôn nha mọi người. Từ các bộ môn câu lua nè, câu lục nè, câu jigging nè, câu biển, câu bobbing, câu cá tra, đã đều có rất là nhiều món để cho mọi người lựa chọn. Bây giờ thì mình sẽ quay sơ lược những cái món này để cho mọi người dễ dàng theo dõi nha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người máy câu thì lần này mình sẽ về cho mọi người rất nhiều những con máy đẹp. Đó, hàng đã qua sử dụng có, những con hàng mới cũng có luôn nha mọi người. Những cái phiên bản mới ra mắt trong năm 2024, mới ra hiện tại, ví dụ như là con Certes nè, con Certes 2024 mọi người, Certes FW nè, hoặc là Louvet 2024, thì hai con này sẽ là hai con hàng mới nha mọi người. Còn lại sẽ là những con hàng đã qua sử dụng đó, nhưng mà chất lượng thì bên mình tuyển chọn cho mọi người còn rất là đẹp và hoạt động rất là mượt mà êm ái nha mọi người. Đó, Satiga nè, đó, gạch Cabizin, Twin Power, Stella, size nhỏ, size lớn. Rồi ở dưới này những cái dòng lua, Twin Power lua nè, Certes dòng lua nè. Đó, rồi một con máy rất đặc biệt, con này là con Daiwa DS SLB. Đó, Louvet 2024, Stradic nè, Stradic nữa nha mọi người. Ở kia có một con máy đánh mùi nhỏ của Daiwa Stee nha mọi người. Rồi, tiếp theo cần câu thì mình sẽ về cho mọi người rất nhiều những cái dòng cần đẹp. Đầu tiên là chúng ta sẽ có những cái dòng cần lua Shimano Scorpion, rồi quật Saola, đó, Poison Ultima. Thì cái dòng Scorpion này trong video ngày hôm nay mọi người sẽ có được một cái mức giá rất là tốt luôn. Đó, bình thường mọi người mua 6 tầm khoảng 6 triệu rưỡi, nhưng mà trong video này thì mình sẽ sale xuống cho mọi người mức giá gọi là siêu đẹp luôn. Cần mới hoàn toàn 100% nhé mọi người. Rồi, tiếp theo cần bên này thì sẽ có một số mẫu cần đã qua sử dụng như là Shimano X-Ride nè, Zodiac nè, Nessa nè, hay là Megabass. Đó. Rồi, ở đây thì có một con máy Shimano Antares DCMD, giá rất là tốt đấy nha mọi người. Tiếp theo ở đây thì mình sẽ có một số cái dòng cần rất là cao cấp, ví dụ như là Cadip Limited nè, rồi Genax Defimuthor hay là Ripple Fisher. Đó. Rồi, tiếp theo phụ kiện thì mình sẽ về cho mọi người những con mồi chuyên cho mọi người đánh các trẻ em nè. Cá lóc cũng rất là ok luôn nha mọi người. Đó, mồi mềm Megabass nè, mồi Ima Sasuke 120, những cái dòng lưỡi Gamakatsu để cho mọi người thay thế vào những cái mồi đó nha. Và một số cái món phụ kiện, ví dụ như là dây câu cá nè, hay là những cái chai vệ sinh bảo dưỡng máy câu. Rồi, ok, thì đó là tổng thể tất cả những cái món hàng mà mình sẽ lên trong video clip ngày hôm nay nha mọi người. Rồi, ok, như thường lệ, nếu như mọi người muốn mua hàng thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào trong phần Zalo, số điện thoại mình để đây nha, thì mình sẽ tư vấn và chốt hàng cho mọi người. Bên mình thì sẽ có hai hình thức mua hàng. Thứ nhất, nếu như mọi người ở xa thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người ship COD, ship code hoàn toàn 100% và mọi người không cần phải cọc cho bên mình. Thì thời gian nhận hàng chỉ tầm khoảng từ 2 cho tới 5 ngày tùy size gần thôi nha mọi người. Mọi người nhận hàng này, kiểm tra hàng đúng hàng như mô tả đó thì mọi người thanh toán, còn nếu như hàng không đúng mô tả, hàng bị lỗi do vận chuyển hay là do bên mình không thông báo thì mọi người được phép hoàn trả hàng hoàn toàn miễn phí nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ có cửa hàng tại thành phố Vũng Tàu, địa chỉ sẽ là 59 Bến Nôm, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Ở đó thì mình sẽ trưng bày những cái sản phẩm máy câu, cần câu, phụ kiện, dây câu, rất là nhiều món. Thì mọi người có thể đến, mọi người trên tay trực tiếp những sản phẩm đó, nếu mà chúng ta ưng ý thì chúng ta sẽ tiến hành giao dịch trực tiếp tại cửa hàng luôn nha mọi người. Bên cửa hàng mình thì nếu như mọi người giao dịch trực tiếp á, thì hình thức thanh toán có thể là mọi người chuyển khoản nè, tiền mặt hay là quẹt thẻ, hay là thanh toán qua thẻ tín dụng, trả góp đều được luôn nha mọi người. Ok, nhưng mà cái đó là đến trực tiếp tại cửa hàng thôi nha mọi người. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nói một chút xíu lại về những cái chính sách bảo hành, bảo dưỡng và hậu mãi bên kênh YouTube của mình nha. Đối với tất cả những sản phẩm máy câu mà mình bán ra cho mọi người, cho dù là máy mới hay là máy cũ, thì mình đều cam kết bảo hành cho mọi người. Đầu tiên là mọi người sẽ được nhận hàng kiểm tra thanh toán rồi nè. Nếu như lỗi thì mọi người được đổi trả ngay lúc đó, hoặc là trong quá trình mọi người sử dụng á, mọi người đem đi câu mà nó phát sinh ra lỗi á, mà cái lỗi đó đến từ nhà sản xuất hoặc là đến từ bên mình kiểm tra không kỹ, thì mọi người vẫn được quyền đổi trả hàng hoàn toàn miễn phí nha. Rồi, tiếp theo là cái chế độ hậu mãi bên mình. Đó, khi mọi người mua máy câu bên mình á, thì mọi người sẽ được bảo dưỡng hoàn toàn miễn phí. Đó, một năm thì tối đa 2 lần, mọi người cứ gửi máy về lại cho bên mình thì bên mình sẽ làm bảo dưỡng lại cho mọi người. Đó, rồi, ok, thì đó là những cái chính sách bảo hành hậu mãi để giúp cho mọi người an tâm khi mà sử dụng những cái món đồ câu ở bên mình, đặc biệt là những cái món hàng cao cấp nha. Rồi, tiếp theo bên mình có nhận bảo trì và bảo dưỡng máy câu nha mọi người. Nếu như mọi người có nhu cầu thì mọi người cứ gửi tới cho bên mình. Thì cái mức phí bảo dưỡng máy câu một lần ở bên mình á, chỉ dao động tầm khoảng 150.000 cho tới 300.000 tùy theo cái
con máy của mọi người thôi nhé mọi người. Thì khi mọi người gửi tới bên mình thì bên mình sẽ kiểm tra toàn bộ những cái hạng mục của máy như trong cái tờ giấy của mình ở đây nha. Thì mọi người sẽ được kiểm tra hoạt động, kiểm tra bánh răng, kiểm tra mặt đạn, kiểm tra labo thắng, nói chung là kiểm tra lại toàn bộ con máy của mọi người đó, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ con máy và vào lại dầu mỡ mới chính hãng của Daiwa hoặc là Shimano tùy theo con máy của mọi người. Thì cái mức giá của nó dao động sẽ tầm khoảng từ 150 cho tới 200.000 nha mọi người. Ok rồi, thì bây giờ không làm mất thời gian mọi người nữa, mình sẽ lên chi tiết những cái món hàng trong video clip ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cái cối máy câu Shimano Stella 10.000 HG nha mọi người, phiên bản đời 2022. Thì cái size 10.000 HG nó sẽ ra vào năm 2022, nó sẽ ra muộn hơn 2 năm so với những cái phiên bản trước đó của nó nha mọi người. Cối này sẽ là cái cối đã qua sử dụng, mức giá sẽ là 2.500.000, thì mọi người sẽ tiết kiệm được tầm khoảng 1.500.000 cho tới 1.700.000 so với mua cối mới. Và cái hình thức cối máy này thì nó cũng gần như là mới nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Nó bị một chấm nhỏ ở đây nè, che một chấm nhỏ ở đây, còn lại là rất là đẹp nha mọi người. Cối này thì mọi người sẽ gắn vào những cái size máy 10.000 của Shimano, ví dụ như là Twin Power nè, đời từ 2008, 2010, 2008, 2015, 2021, hoặc là mọi người gắn vào Stella 2009, 2013 hoặc là 2022 nhé mọi người. Cái cối này thì thông số vào dây của nó sẽ là dây BE số 5 vào được 300m nhé mọi người. Mọi người có thể làm cối sơ cua rất là ok luôn. Ví dụ mọi người đánh máy 10.000, chúng ta đánh hai size dây số 5 và số 6 thì nó cũng rất là tiện lợi. Nếu mà cái dây trong cái cối kia nó bị trục chặt thì chúng ta có cái mà chúng ta thay liền luôn, không cần phải vào dọn lại dây nha. Ok rồi, cái cối này thì đẹp như mới rồi nhé mọi người. Đó, không khác gì một cái cối mới luôn, cực kỳ đẹp luôn. Nguyên zin hết luôn nhé mọi người. Stella 2022 10.000 HG. Rồi mức giá của nó sẽ là 2.500.000 nha mọi người, 2.500.000 cho một cái cối máy Stella. Rồi sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một cái cối máy của máy Daiwa Satiga nha mọi người. Cối này sẽ có size là 10.000, nhưng mà đối với cái dòng Daiwa Satiga chúng ta sẽ có thể gắn được cho size từ 8.000, 10.000 hoặc là 14.000, chung một cái cối này vẫn được nha mọi người. Đó thì đó là một cái ưu điểm của dòng Satiga hơn so với cối của Stella. Cối này thì sẽ là cối hàng 99% nha mọi người, đẹp như mới, cũng không khác gì một cái cối mới hết. Và cái phiên bản này sẽ là phiên bản màu vàng, phiên bản SLB, rất là đẹp. Đó, mọi người có thể mua về, mọi người độ lên cái máy của mọi người nhìn cũng khá là đẹp nha. Ok, mức giá của cái cối này sẽ là 3.000.000 nha mọi người, 3.000.000. Đó, những cái cối máy của Satiga hoặc là Stella thì nó rất là mắc tiền nha mọi người, tại vì nó không chỉ là một cái chỗ để chúng ta chứa dây mà nó còn là một cái hệ thống drag ở trong này nhé mọi người. Cái hệ thống drag này đối với những con máy câu cao cấp á, thì nó cực kỳ quan trọng luôn, tại vì chúng ta thường sẽ là câu những con cá lớn. Những cái máy mà không có một cái hệ thống drag mà nó ngon á, thì rất là khó để bắt được nhé mọi người. Có thể là chúng ta sẽ bị cháy bộ thắng nè, có thể là lực drag nó ra không đều dẫn tới là bị sốc, bị nổ dây đó. Thế nên là những cái cối của Satiga hay là những cái cối của Stella nhìn nó như vậy thôi, nhưng mà bên trong nó công nghệ cực kỳ nhiều luôn nhé mọi người. Rồi mức giá của cái cối Satiga này thì nó sẽ là 3.000.000 nha mọi người. Nó sẽ mắc hơn thằng này một chút xíu do cái độ mới của nó cao hơn. Cối này thì hầu như là 99% nha mọi người. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cái cối máy của dòng Shimano Stella size 4.000 nha mọi người. Đời mới nhất 2022 thì cối này sẽ còn đầy đủ nguyên hộp luôn. Mức giá của nó sẽ là 2.500.000 nha mọi người. Cối này là hàng 99%. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc ra cho mọi người xem đầy đủ hộp nha mọi người, như mới luôn đấy. Dầu mỡ của hãng là còn này, y chang trên cái cối này luôn nhé mọi người. Cối này thì nó sẽ là cối mờ, cối cạn nhé mọi người. Thì cái thông số vào dây của nó sẽ vào được dây BE 1.5 vào được 200m. Cối này thì nó sẽ gắn vừa cho máy 4.000 này và 5.000 của Shimano, các dòng Stella, các dòng Vanquist, các dòng Twin Power thì mọi người đều có thể gắn được cái cối này size 4.000 và 5.000, chúng ta gắn được chung cho nhau nha. Đó, một cái cối máy sơ cua thì cái cối này nếu như mọi người mua mới thì nó cũng khá là cao, mức giá của nó tầm khoảng trên 3.000.000. Còn bây giờ trên tay mình thì là một cái cối hàng đã qua sử dụng, mức giá sẽ là 2.500.000 nha mọi người, 99%. Đó, đẹp như mới, không khác gì một cái cối mới luôn. Ok, không có một vết chảy xước nào luôn nha mọi người, và đầy đủ hộp phụ kiện của nó đi kèm, 99%. Đó, tiết kiệm cho mọi người tầm khoảng gần 1.000.000 so với mua mới. Nhưng mà cối này không khác gì cối mới. Ok, thông số vào dây thì chúng ta sẽ có BE 1.5 vào được 200m. Rồi, mức giá sẽ là 2.500.000 nha mọi người. Shimano Stella 4.000M, 4.000M, 2.000.000. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là dây câu nha. Đầu tiên sẽ là dòng dây Shimano Pitbull X12. Hiện tại thì bên shop mình đang có được 3 size 0.6, 0.8 và 2.0 nha mọi người.
cuộn 0.6 và 0.8 thì chiều dài của nó sẽ là 150m, chuyên dụng cho mọi người đánh các thể loại UL, câu cá cháp, câu cá chẽm hay là mọi người đánh cá lóc hồi vụ đều rất là ok. Còn cuộn size 2.0 thì nó sẽ có chiều dài đó là 200m. Thì đối với size 2.0 mọi người có thể đánh được đa dạng rất nhiều thể loại, từ mọi người lua cá lóc nè, câu cá chẽm nè, mọi người đánh jigging, line jigging, so jigging hoặc là mọi người lua gành kè hạng nhẹ đều rất là ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ review cái dòng dây Pitbull này cho mọi người xem nha. Thì đây là một trong những cái dòng dây khá là nổi tiếng rồi. Khả năng ném mồi, độ mịn, độ mượt của dòng dây Shimano Pitbull X12 này thì thuộc dạng là đứng top rồi nha mọi người. Đó, cuộn dây của chúng ta thì nó sẽ có màu xanh đọt chuối như vậy, và bên trong một cuộn dây chính hãng nó sẽ có một cái tem của Shimano nha mọi người. Đó, và cuộn dây chúng ta thì nó sẽ có cái seal chữ Shimano ở đây. Rồi, và bên trong thì nó sẽ đóng chữ Made in Japan. Made in Japan ở trong cái cuộn này nha mọi người. Ok, và cái tem ở dưới này nè mọi người, tem này ở dưới này thì mã của nó sẽ là 496, tức là mã của thị trường nội địa Nhật. Đó, Made in Japan. Còn những cái mã khác không phải là thị trường nội địa Nhật thì mình không biết nha. Rồi ok, đối với cái size 2.0 này thì mọi người đánh được đa dạng rất nhiều hệ loại, lóc chẽm nè, gành kè nè, hoặc là thậm chí mọi người câu lục, câu ISO đều được hết luôn. Đó, dây của chúng ta thì rất là mịn, rất là mượt nha mọi người. Và độ chịu tải của Pitbull X12 á, độ chịu tải tĩnh của nó là cực kỳ cao luôn. Đối với size 2.0 nó sẽ chịu được 19.8 kg, nhưng mà độ chịu tải sốc so với những cái dòng dây thực tế khác, ví dụ như IGK hay là Satiga thì nó sẽ không bằng, tại vì cái đường kính tiết diện dây của Pitbull nó rất là nhỏ nha mọi người. Đó, ok, thì chúng ta sẽ chọn tùy thuộc theo cái kiểu câu, tùy thuộc theo cái combo cần máy và cái cách câu, chọn làm sao cho nó phù hợp thì nó câu rất là ok nha. Còn nếu như mọi người chưa biết chọn size dây nào cho nó phù hợp đó, thì mọi người cứ inbox mình thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Đối với cái dòng dây 0.8, 0.6 thì nó sẽ giá là 650.000, còn size 2.0 nó sẽ có giá là 700.000 nha mọi người. Còn size 1.5 thì cuối tháng này mình sẽ về lại cũng đồng giá là 700.000 bao ship cho mọi người. Dòng dây tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là dòng dây Daiwa Satiga X12 EX, cả size 2.5 và size 3. Chiều dài của nó sẽ là 200m, mức giá của nó sẽ là 1.100.000 một cuộn nha mọi người. Thì đây là một trong những cái dòng dây đứng đầu bảng của Daiwa. Nó sẽ là dòng dây chuyên jigging. Chuyên jigging nha mọi người. Thì nó sẽ có dạng 7 màu như vậy. 7 màu nha mọi người. 5 màu, thực tế nó là 5 màu, và mỗi màu thì nó sẽ biểu thị cho một cái màu sắc khác nhau. Ở đây nè, cứ 10m thì nó sẽ có một màu khác nhau nha mọi người. Tức là những cái dòng dây chuyên jig thì nó sẽ có nhiều màu, nhưng đối với thị trường Việt Nam và đối với cái địa hình Việt Nam á, dòng dây Satiga này mọi người vẫn đánh được rất nhiều các thể loại, từ mọi người câu lua nè, mọi người câu jigging nè, mọi người câu lục nè, mọi người câu bobbing, lua gành đều rất là ok nha, lua lóc chẹm gì đều được hết. Rồi hiện tại thì mình sẽ có được hai size 2.5 và 3 nha mọi người. Chiều dài 200m, size 3 thì nó sẽ tải được 55 lb, còn size 2.5 nó sẽ tải được 44 lb nha mọi người. Bây giờ mình sẽ review cái cuộn dây cho mọi người xem nha. Đối với một cuộn dây Satiga chính hãng á, thì ở đây nó sẽ không có cái siêu nha mọi người, và đa số những cái dòng dây của Daiwa nó sẽ không có cái siêu ở đây, và nó chỉ gài vào đây như vậy thôi. Và cái độ dài của dây á, nó cũng sẽ không giống nhau nha mọi người. Đó, độ dài dây không giống nhau, tức là có cuộn thì nó sẽ dư ra nhiều như vậy, và có cuộn thì nó chỉ dư ra một chút xíu như vậy thôi. Đó, nhưng mà cái màu sắc ở cuối cọng dây nó vẫn là cái màu giống nhau nha mọi người. Nó vẫn là cái màu đen như vậy nè. Rồi, ok, chiều dài nó sẽ là 200m, và đường kính tiết diện của thằng Satiga X12 này nó cũng rất là nhỏ, rất là mịn, rất là mượt nha mọi người. Ưu điểm của dòng Satiga nó sẽ được phủ một cái lớp, đó gọi là cái lớp silicone, thì sẽ giúp cho cái cọng dây của chúng ta nó tròn dây và nó rất là mượt nha. Thì khi nó xuống nước á, nó cái độ cắt nước, cái khả năng cắt nước của dòng dây này là cực kỳ tốt luôn. Nếu như anh em nào mà đi dích nước sâu á, hoặc là đánh dích ở những cái vùng nào mà hải lưu nó chảy mạnh á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được rõ rệt những cái dòng dây mà tiết diện nó tròn như vậy và đường kính nó nhỏ, thì cái khả năng xuống nước, khả năng mà con dích nó xuống dưới đáy nó rất cực kỳ nhanh, và cái cảm giác mình câu rất là thích nha. Ok, rồi thì mức giá của nó sẽ là 1.100.000 cho một cuộn Satiga X12 dài 200m nha mọi người, size 2.5 và 3.0. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là những cái dòng dây leader chính hãng của Varivax nha mọi người, một trong những cái dòng leader mà tốt nhất trên thị trường hiện tại. Mức giá của nó thì cũng khá là cao hơn so với những cái dòng dây khác nha mọi người. Một cuộn Varivax này thì nó sẽ có chiều dài là 30m, và mức giá của nó tùy theo size. Ví dụ như size số 5 thì nó sẽ là 285.000, size số 7 thì nó sẽ là 300.000, size số 8 sẽ là 330, size số 12 sẽ là 415, và nó tăng lên đến hiện tại bên mình thì sẽ có size 100 lb, tức là số 30 là lớn nhất nha mọi người. Đó, thì dòng dây này là một trong những cái dòng dây tốt nhất hiện tại rồi, thế nên là mức giá của nó cũng đi đôi với cái chất lượng của nó nha mọi người.
Ok, bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem. Leader thì mọi người sẽ sử dụng để gắn vào trên những cái đầu dây BE để giúp cho cái đường dây của chúng ta nó có khả năng chống sốc và chống cửa chống cắt tốt hơn so với những cái dòng dây thông thường nha mọi người. Đó, nếu như mọi người sử dụng dây nylon để làm cái đoạn đầu dây leader thì sử dụng một thời gian nó sẽ bị quăn cộng dây. Còn nếu như mọi người sử dụng dây leader mà là bằng fluorocarbon 100% này nè, đó thì khi mọi người sử dụng nó sẽ quăn lại, nhưng mà khi mọi người chỉ cần kéo nhẹ nó ra thì nó sẽ thẳng tắp lại luôn. Nó sẽ giúp cho chúng ta câu nó đỡ bị xoắn hơn, và trong quá trình câu cái action con mồi nó đi đẹp hơn nha mọi người. Đó rồi, thì ưu điểm của dòng dây Varivap này hơn so với những cái cuộn dây thông thường mà mình đã trải nghiệm, ví dụ như là của Seawall hay là của những dòng dây Duel đó, thì cái khả năng chống cứa chống cắt và cái độ chịu tải của Varivap này là cực kỳ cao luôn nha mọi người. Đối với cái size, ví dụ như size số 5 này thì nó sẽ tải được tới 20 lb, đường kính là 0.37, nó tải được 10 kg nha mọi người. Tức là Varivap là một trong những cụm dây mà có khả năng cái độ chịu tải và độ chịu sốc và khả năng chống cửa chống cắt là đứng đầu bảng. Ok, thì mức giá nó sẽ tùy theo từng size nha mọi người. Mà nếu như mọi người chưa biết sử dụng cái size nào cho nó phù hợp thì mọi người cứ inbox mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người nha. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cái combo mồi mềm dành cho mọi người đánh cá lóc này, đánh cá chẽm cực kỳ hiệu quả luôn. Mồi mềm thì chúng ta sẽ có mồi mềm của Eco Gear, size sẽ là 3.5 inch nha mọi người. Một bịch sẽ là có 6 con. Màu sắc sẽ là màu đỏ vàng như vậy. Và lưỡi chúng ta sẽ có đó là lưỡi BKK Titan Driver chính hãng, hàng chuẩn 100% nha mọi người. Siêu cứng, siêu bén luôn. Đó, thì mức giá của cái lưỡi sẽ là 105.000, được hai cái nha mọi người. Còn mồi chúng ta sẽ là 170.000. Thì những con mồi này mình đã đi test này, trong hồ dịch vụ này, hay là trong đầm tự nhiên, hoặc là mình gửi cho khách đánh ở trong những cái đầm rất là hiệu quả luôn nha mọi người. Cực kỳ nhạy cá chẽm, cá mú hoặc là cá lóc luôn nha mọi người. Ok, rồi thì màu sắc của nó cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở cái con mồi ra cho mọi người xem nha. Đó, một Eco Gear. Đợt rồi nó hết hàng, mình cũng chia lại cho khách hết, mình không còn một con nào hết. Bây giờ thì nó đã về lại được thêm hàng rồi, thì mình sẽ bóc ra review cho mọi người xem luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và cái mồi của Eco Gear này thì cái thiết kế của nó rất là hay nha mọi người. Nó sẽ có hai cái vây hai bên này mọi người, hai cái vây hai bên này, vây trên lưng này. Đó, và cái đuôi nó rất là to. Đuôi dạng này sẽ là dạng paddle tail nha mọi người, tức là khi mọi người kéo là nó sẽ tự động nó có action luôn. Đó, nó sẽ rung lắc cực kỳ mạnh, và cái bản đuôi rất là to này mọi người. Mọi người câu cá lóc này, mọi người câu cá chẽm đều được. Thì cái size mồi này là size 3.5 inch thì nó dài tầm khoảng đâu đó gần 10 cm. Đó là cực kỳ thích hợp cho mọi người đánh ở địa hình Việt Nam, từ mọi người đánh tự nhiên này cho tới mọi người đánh dịch vụ đều được nha. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có bộ lưỡi BKK 3/0 size 3.5 gram. Đó, rồi khi mà gắn vào thì nó giấu được cái lưỡi ở trên lưng này mọi người. Đó, ở đây thì nó sẽ có một cái rãnh nhỏ đây nè. Đó, mọi người sẽ giấu lên trên lưng con mồi, và cái độ hiệu quả, độ chống vướng của con này là cực kỳ tốt luôn nha. Rồi, mức giá của combo mồi mềm này thì sẽ là 170.000 cộng với 105.000 sẽ là 275.000 nha mọi người. Một cái combo mồi mềm đánh rất là hiệu quả, lóc chẽm gì đều được hết. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là những con mồi mềm chính hãng của Megabass nha mọi người. Những con thòi lòi cực kỳ nhạy cá, và cái độ hoàn thiện cũng giống như là cái thiết kế của nó thì cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đó, hiện tại thì mình sẽ về được size 3/8 oz, tức là 11 gram. Màu sắc thì sẽ có được 4 màu như trên hình nha mọi người. Màu hồng nè, màu xanh lá nè. Đó, rồi màu rành ri nè, rồi tiếp theo là màu này nha mọi người, màu cuối cùng sẽ là cái màu này nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở ra review cho mọi người xem nha. Thì mồi mềm thòi lòi này đặc biệt hiệu quả trong những cái đùng nước mặt, nơi mà có rất là nhiều những con cá thòi lòi nó sinh sống nha mọi người. Thì những con cá săn mồi, ví dụ như là cá chẽm nè, cá nhồng, cá mú thì nó sẽ ăn những con cá thòi lòi và nó sẽ quen mặt những con này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem. Cái màu này cũng là một cái màu rất là đẹp luôn. Và con mồi mềm thòi lòi này thì mình cũng chia lại cho khách, nên là hiện tại mình cũng không còn một cái con nào để câu hết. Giờ sẵn tiện mình bóc ra câu review cho mọi người xem luôn nha. Đó, đầu tiên về phần thiết kế thì nó sẽ y chang như cá thòi lòi thiệt. Đó, thiết kế rất đẹp luôn nha mọi người. Sẽ có hai cái vây hai bên này, và cái thân người của nó sẽ là thân người dẹp. Khi mọi người xuống nước thì nó sẽ nằm như vậy. Đó, nó sẽ không bị lật, nó sẽ không bị nghiêng, không bị lật nha mọi người. Khi xuống nước thì nó sẽ nằm như vậy. Nó rất là giống một con cá thòi lòi thiệt. Đó, lưỡi của nó thì nó sẽ được giấu ở trên cái vây này mọi người. Chúng ta sẽ không cần phải móc thêm cái lưỡi giấu vây như vậy á, thì nó sẽ rất hiệu quả, độ chống vướng cực kỳ tốt. Nhưng mà khi chúng ta đóng á, thì cái độ hở lưỡi lên như vậy nè, nó vẫn rất là lớn, cho chúng ta giữ con cá rất là tốt nha. Rồi tiếp theo là cái phần đuôi của nó. Phần đuôi của
nó thì cực kỳ mềm mại luôn đó, lắc rất là đã nha mọi người, tạo ra cá sần cực kỳ mặn dưới nước đó, mùi chính hãng, thế nên là cái độ hoàn thiện cũng giống như là cái chất liệu cao su của nó thì cực kỳ tốt nha mọi người. Rồi thì con này sẽ có trọng lượng sẽ là 3/8 ounce, 11 gram. Về chúng ta chỉ cần móc vào và chúng ta ném ra, chúng ta kéo đều tay thôi. Khi mà chúng ta kéo đều á, thì cái cục chì nó sẽ nằm ở phía đầu, thì trọng tâm nó sẽ dồn về phía đầu. Khi mà chúng ta kéo thì nó sẽ lê ở dưới bùn, nó sẽ tạo ra những cái bùn nó bắn lên giống như một con cá thòi lòi nó đang ục đất nha mọi người. Đó, thì rất là hiệu quả, những con cá săn mồi chẽm nè, mú nè sẽ là hiệu quả nhất. Rồi mức giá của nó thì sẽ là 160.000 một con nha mọi người. 160.000 một con, có 4 màu như hình hồi nãy mình quay cho mọi người xem nha. Đó, 4 màu này nè. Rồi màu nào thì nói chung là màu nào cũng hiệu quả thôi mọi người. Nếu như mọi người đánh nước đục thì chúng ta đánh những cái màu sáng sáng một chút xíu, ví dụ như màu xanh, màu hồng. Còn chúng ta đánh nước trong thì chúng ta đánh những cái màu mà nó dịu, nó thuần về tự nhiên, ví dụ như hai màu này nha. Đó, rồi ok, mức giá sẽ là 160.000 một con nha mọi người. Hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một trong những cái dòng mồi phải nói là huyền thoại luôn. Con này sẽ là con Imasasuke 120. Một cái dòng mồi đánh được đa dạng rất nhiều loại cá và đánh được đa dạng rất nhiều những cái địa hình, từ mọi người đánh ở đùng nè, mọi người đánh ở gành, đánh ở kè, đều rất là ok luôn nha mọi người. Màu sắc thì mình sẽ có được nhiều màu, mình sẽ để ở trên cái màn hình cho mọi người tham khảo nha. Hiện tại thì mình sẽ lấy 4 màu tượng trưng cho mọi người xem nha. Đó, Imasasuke, những con này sẽ là những con mồi huyền thoại, bởi vì chắc chắn những ai mà chơi lure thì sẽ biết tới con Imasasuke này. Action của nó thì cực kỳ đẹp, đó, cái khả năng ném của nó thì rất là xa, và nó sẽ trang bị cho chúng ta những cái bộ lưỡi Yamakasu cực kỳ bén, rất là cứng, và chúng ta không cần phải thay, về chúng ta sẽ câu luôn. Đó, những con mồi này thì nó sẽ thích hợp nhất đối với những hồ, ví dụ như hồ dịch vụ thì sẽ là những cái hồ mà cá mới thả, nó chưa nhát, thì nó sẽ ăn những con mồi này là cực kỳ nhiều luôn nha mọi người. Size 120, nếu như mọi người đánh ở những địa hình tự nhiên á, thì những con Sasuke này là cực kỳ bá đạo, từ các size 75 nè, 95 cho tới 120 cho tới 140 thì nó đều rất là hiệu quả nha mọi người. Đối với cái size 120 này, nó sẽ nhạy nhất sẽ là cá chẽm và cá nhồng nha mọi người. Chẽm và nhồng, và ngoài ra thì những con khác nó vẫn ăn, nhưng mà nhạy nhất sẽ là chẽm và nhồng. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra review cho mọi người xem nè. Đó, nếu như mọi người đánh trong đùng thì chúng ta sẽ câu được chẽm nhồng, còn nếu như mọi người câu ở ngoài gành á thì chúng ta sẽ câu được đa dạng những loài cá nhiều hơn nha, cá măng, cá chẽm, cá nhồng, cá hồng miêu đều rất là ok. Rồi, rất là đẹp luôn. Đó, thì những cái màu sắc mọi người, nếu như mọi người không biết thì mọi người inbox mình sẽ tư vấn cho mọi người chọn cái màu sắc sao cho nó phù hợp đối với cái kiểu câu, phù hợp với cái địa hình và môi trường của mọi người câu nha. Những con mồi Sasuke này thì nó sẽ lặn được tầm khoảng 40 cho tới 50cm thôi. Và đặc biệt hiện tại thì mình sẽ có thêm cái size, đó là cái size sinking nha mọi người. Đó, tức là 120S. Đây sẽ là cái size mồi sinking của nó nha mọi người. Cũng là 120 nhưng mà nó action của nó sẽ là sinking. Đó, khi mọi người ném ra thì nó sẽ chìm sâu hơn, thì nó sẽ giúp cho mọi người đánh ở những cái địa hình nước sâu, đánh ngoài cống rất là hiệu quả. Còn những cái size này sẽ là những cái size floating, thì khi mọi người ném ra thì nó sẽ nổ, và chúng ta kéo thì nó sẽ đi tầm khoảng 40 cho tới 50cm nước. Rồi mức giá của nó sẽ là 400.000 một con nha mọi người. Mồi mới 100%, huyền thoại Imasasuke 120. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người đó là những cái lưỡi ba tiêu để cho mọi người gắn vào những con mồi giả nha, đến từ nhà Yamakasu. Thì đây là một trong những cái dòng lưỡi tốt nhất hiện tại. Hiện tại bên mình thì sẽ có size từ size số 3, size số 4, size số 5, size số 6, size số 7, size số 8 và size số 10 nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy hai cái size tượng trưng cho mọi người xem để review cho mọi người nha. Lưỡi Yamakasu đó, sản xuất tại Nhật, cực kỳ bén, và cái độ chống rỉ của nó thì phải nói là đứng đầu đầu bảng luôn nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem. Nếu như mọi người chưa biết sử dụng cái size nào phù hợp thì mọi người cứ inbox mình sẽ tư vấn cho mọi người sử dụng sao cho nó đúng với cái con mồi đó. Rồi, một hộp như vậy thì nó sẽ có được 6 cái mọi người, và mức giá của nó sẽ là 170.000. Đây, lưỡi của chúng ta thì cực kỳ bén luôn. Đó, lưỡi Yamakasu này thì nó cũng rất là cứng nha mọi người, nếu mà so với BKK thì nó phải cứng hơn 4x của BKK. Đó, và cái form lưỡi của nó sẽ hơi ngã ra một chút xíu, thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta xóc cá dễ hơn, đóng cá được dễ hơn nha mọi người. Đó, lưỡi của Gamma thì nó rất là cứng, nhưng mà cái tiết diện, cái đường kính của cái lưỡi thì rất là nhỏ, giúp cho chúng ta khi mà chúng ta xóc vào thì rất là dễ nha mọi người. Nó sẽ không bị cui lưỡi giống như những cái lưỡi khác. Đó, rồi những cái lưỡi này thì nó vẫn có thể bị gãy nha mọi người, nếu như mà chúng ta quá lực thì nó sẽ gãy luôn, chứ nó không ngoác ra như những cái dòng lưỡi thông thường. Trên cái ring này chúng ta thấy nó sẽ phát nhỏ lại nha mọi người, nó sẽ phát nhỏ ở đầu này lại nè.
để nếu như mà chúng ta không có cái kìm mình vẫn có thể thay rinh được bình thường. Chúng ta sẽ đúc vào cái rinh, chúng ta nạy ra và chúng ta thay vào. Ok, mức giá của nó sẽ là 170.000 một hộp 6 cái mọi người. Lựa chính hãng của Gamakatsu, sản xuất tại Nhật, cực kỳ bén và độ chống rỉ rất là cao. Lên giới thiệu cho mọi người sẽ là những cái hộp đựng mồi chính hãng của Daiwa nhé mọi người. Đầu tiên sẽ là những cái hộp đựng mồi Azing, chuyên cho mọi người đựng mồi Zighead, đựng mồi Azing, đựng những con mồi nhỏ nhỏ nha. Đó, Daiwa Gate Cabizin cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem. Nó sẽ có được hai mặt nhé mọi người. Mặt bên này thì nó sẽ để những cái đầu Zighead, hoặc là mọi người để những cái thẻo nhỏ nhỏ cũng được, hay là mọi người để những con mồi thìa đều rất hiệu quả. Đó. Rồi tiếp theo mặt bên này thì chúng ta sẽ có những cái ngăn để chúng ta chia ra. Chúng ta sẽ bỏ những cái đuôi mồi mềm nè, đuôi mồi Zighead nè, hay là chúng ta bỏ những con mồi thìa, hay là những con mồi nhỏ nhỏ, bỏ vô chia ngăn ra tùy theo chúng ta nha. Đó. Và mặt trên này thì nó sẽ thiết kế chuyên dụng để cho chúng ta bỏ những cái đuôi mồi mềm. Tại vì khi mà chúng ta bỏ những cái đuôi mồi mềm mà ánh nắng nó chiếu vào thì một số cái hộp nó sẽ bị dính cái đuôi lên trên cái này. Nó sẽ bị chảy nhựa ra, nó dính lên đây. Thì cái này nó thiết kế là nó sẽ nhám nha mọi người, nó không phải là trơn. Đó, thế nên là nó sẽ chống dính, nó sẽ chống chảy được cái mồi mềm của chúng ta ra, nó chống dính lên đây. Ok, rồi. Hộp của Daiwa chính hãng, sản xuất tại Nhật nha mọi người. Made in Japan. Đây. Sản xuất tại Nhật. Đây, Made in Japan nha mọi người. Rất đẹp luôn. Rồi, độ hoàn thiện cực kỳ cao. Những cái hộp mồi chính hãng thì giá của nó sẽ cao hơn những hộp bình thường một chút xíu, nhưng mà cái độ hoàn thiện và cái độ bền nó thì vượt trội nha mọi người. Đặc biệt là ở cái vị trí khớp nối này mọi người. Đó, những cái khớp này nè. Hộp chính hãng thì chúng ta xài được rất lâu và nó sẽ không bị hư cái khớp này. Còn cái hộp mà hạng thường á, thì xài một thời gian tầm khoảng 2-3 lần thôi là nó sẽ bung cái khớp này ngay. Còn hộp chính hãng thì chúng ta có thể xài được rất lâu. Đó, nó vẫn có khả năng bung nhưng mà nó sẽ lâu hơn và nó sẽ xài được ổn định hơn nha mọi người. Ở đây thì nó sẽ có một cái quai đeo để chúng ta đeo lên ba lô hay chúng ta đeo lên lưng quần. Đó, rất tiện lợi, kỳ đẹp. Rồi, cái hộp này thì sẽ có mức giá đó là 350.000 một cái nha mọi người. 350.000 một cái. Đó, bề ngang thì tầm khoảng 8cm, bề dài tầm khoảng 18cm. 350. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là những cái hộp đựng mồi chính hãng của Abu Garcia, và những cái hộp này cũng được sản xuất tại Nhật luôn nhé mọi người. Made in Japan, mức giá của nó sẽ là 205.000 một cái. Hộp này thì nó sẽ chuyên dụng cho mọi người đựng những con mồi câu nước mặn, size tầm khoảng từ 95mm trở xuống nha. Nó sẽ có được hai mặt. Đó, hai mặt giống nhau thì mỗi mặt chúng ta sẽ có được 1 ngăn, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngăn nha. Đó, hai mặt thì chúng ta sẽ có được 14 ngăn để chúng ta đựng 14 con mồi riêng biệt với nhau. Đó, nó sẽ không bị dính cái lưỡi vào. Rồi, hộp chính hãng của Abu, thế nên là chất lượng nhựa, độ hoàn thiện của nó thì cũng rất là ok luôn nha mọi người. Đó, và thiết kế cũng rất là đẹp, Abu Garcia. Rồi, ở đây hai ngăn đều giống nhau hết nha mọi người. Đó, chất lượng thì mọi người khỏi phải lo nha. Đó, sản xuất tại Nhật mà, thế nên là nhựa với lại độ hoàn thiện cực kỳ cao luôn. Và nó cũng sẽ có một cái quai đeo ở đây nha mọi người. Đó. Rồi, ok, mức giá của nó sẽ là 205.000 nha mọi người, để cho mọi người đựng những con mồi chuyên câu nước mặn, size từ 95mm đổ xuống là sẽ ok. Rồi, 205.000. Tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là những cái hộp mồi chính hãng của Daiwa nha mọi người. Hộp này thì sẽ được sản xuất tại Nhật. Đó. Hộp một ngăn và bên trong thì nó sẽ chia cho mọi người thành nhiều cái ngăn nhỏ khác nhau. Thì hộp này sẽ chuyên dụng cho mọi người đựng những con mồi cá lóc hoặc là những con mồi mà nó giấu lưỡi với nhau, thì khi mà chúng ta bỏ chung vào thì nó sẽ không bị vướng. Giống như vậy nha mọi người, chúng ta có thể bỏ nhái hơi này, nhái nhãi, nhái lắc và mồi mềm, những loại mồi giấu lưỡi, thì một cái ngăn này chúng ta có thể bỏ được rất nhiều những con mồi khác nhau nha. Ok, hộp chính hãng của Daiwa, chất liệu của nó cũng rất là ok nha mọi người, và cái độ hoàn thiện cũng giống như là những cái khớp nối này rất là tốt. Chúng ta có thể xài được một thời gian rất là dài. Đó, chính hãng Daiwa, sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Và hộp này thì sẽ có kích thước bề ngang của nó tầm khoảng 15cm và chiều dài tầm khoảng 20, độ cao của nó thì tầm khoảng 3cm nha mọi người. Mức giá của nó sẽ là 210.000 một hộp chính hãng của Daiwa. Ở đây thì nó cũng sẽ có một cái móc để cho mọi người treo lên ba lô hay là treo lên lưng quần. Rồi, okay. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là những cái hộp đựng mồi câu lua nhỏ, hoặc là những cái linh kiện khóa lua, hay là những cái chống xoắn nhỏ rất là tiện dụng của Daiwa nha mọi người. Cũng được sản xuất tại Nhật Bản luôn, Made in Japan. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Hộp này thì mình hay sử dụng để đựng những cái khóa lua, những cái snap, những cái chống xoắn, rồi hay là những cái ring nhỏ nhỏ. Made in Japan, rất đẹp, độ hoàn thiện cực kỳ cao, màu sắc của nó sẽ là màu trắng nha mọi người.
Thiết kế của nó sẽ là dạng thiết kế nắp gập. Đó. Gập ra, mở ra như vậy. Ở bên này thì chúng ta có thể tùy biến, tùy theo cái mục đích sử dụng mà mình sẽ sắp xếp cái ngăn này. À, mọi người có thể có thêm được hai cái chia ngăn này, chúng ta có thể chia ra. Đó, để mình bỏ đựng lưỡi câu hay là đựng những cái ring hay là đựng những con mồi nhỏ nhỏ ở bên này. Còn phía mặt bên này thì chúng ta sẽ có được 5 ô. Mỗi ô thì chúng ta sẽ bỏ những cái linh kiện nhỏ khác nhau, như là ring số 2, ring số 3 hay là snap nè, hay là chống xoắn nè. Rồi, ok. Khớp nối của cái này thì cũng rất là chắc chắn nha mọi người. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn. Ở đây thì nó sẽ có lò xo tự động gập lại. Rồi, độ hoàn thiện thì cực kỳ cao. Hộp đai qua chính hãng. Kích thước của nó thì bề ngang tầm khoảng 5 cm, chiều dài tầm khoảng 7 cm, và độ dày của nó tầm khoảng 2.5 nha mọi người, 2.5 cm. Sản xuất tại Nhật, mức giá của nó sẽ là 250.000 một cái nha mọi người, 250.000 một cái. Tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cái combo dầu mỡ chính hãng của nhà Daiwa nha mọi người. Chai này nó sẽ là dạng xịt, dung tích một chai sẽ là 100ml và mức giá của nó sẽ là 450.000 nha mọi người. Và những cái chai này sẽ được sản xuất tại Nhật. Đó. Thì cái bộ này nó sẽ giúp cho mọi người bảo dưỡng những con máy câu ở nhà một cách cơ bản. Ví dụ như mọi người đi câu về, mọi người vệ sinh lại sơ, mọi người thêm dầu mỡ lại sơ, thì những cái chai này rất là tiện lợi nha. Ở đây thì mình đã lấy ra một cái chai mỡ sẵn để review cho mọi người rồi nha. Đó. Chai này thì nó sẽ là dạng mỡ xịt, dung tích 100ml, và cái dung tích mỡ của nó thì tầm khoảng 60%. Đó. Thì mọi người xài được cực kỳ lâu luôn, tầm khoảng 40-50 cái máy. Và nếu như mọi người ở nhà mọi người chỉ có một cái máy, hai cái máy thôi thì có thể xài được 1-2 năm. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái đầu kim nè, và cái đầu này rất là nhỏ. Thì bảo dưỡng cơ bản ở nhà chúng ta sẽ xịt vào những cái khớp nối. Cái này là bảo dưỡng cơ bản nha, còn bảo dưỡng chuyên sâu thì vẫn sử dụng được chai này, nhưng mà chúng ta phải cần phải bung cái máy ra. Còn bảo dưỡng cơ bản là mọi người đi câu về, mọi người muốn những cái chi tiết mà nó hở ra ở bên ngoài như vậy nè, nó hay bị nước vào, nó hay bị oxy hóa, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chai này, chúng ta xịt vào. Đó, ví dụ như ở trên con máy ngang á, thì những cái vị trí như là sâu lừa nè, sâu lừa thì chúng ta sẽ xịt vào một chút xíu. Đó, xịt vào, nó sẽ giúp cho cái máy chúng ta hoạt động nó trơn tru mượt mà hơn. Đó, thì nó sẽ hạn chế lại những cái hư hỏng sau này cho con máy của chúng ta. Thì cái này là cơ bản, thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái này chi tiết hơn nha. Còn ở trên cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn cơ bản thôi. Ví dụ vị trí sâu lừa, vị trí những cái núm tay quay nè. Đó, chúng ta sẽ xịt vào. Rồi, ok, thì mức giá của nó sẽ là 450.000 một bộ nha mọi người. 450.000 một bộ, một chai dầu và một chai mỡ. Thì mỡ này chúng ta sẽ sử dụng vào những cái vị trí bạc đạn kháng mặn, hay là những chi tiết trượt, hay là bắn răng. Còn dầu thì chúng ta sẽ sử dụng vào những vị trí bạc đạn. Ok, rồi mức giá sẽ là 450.000 nha mọi người, hai chai. Mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là những cái ống cắm cần chính hãng của Meho nha mọi người. Những cái ống này thì mọi người có thể cắm vào những cái thùng của Meho, những cái thùng của Daiwa, hoặc là những cái thùng hãng khác mà cùng thiết kế với Meho, thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Kích thước của nó sẽ là BM 250 line. Đó. Chiều dài sẽ là 250mm. Thì cái này sẽ là ống dạng nhỏ, thì chúng ta sẽ đựng những cây cần câu lua, hoặc là những cây cần câu line jigging. Đó, những cây cần lua gành hay là những cây cần bobbing á, thì thường cái gốc cần nó to thì nó sẽ không sử dụng được cho cái ống cần này nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ review nó cho mọi người xem. Chất liệu thì sẽ làm bằng nhựa ABS chống va đập của Nhật Bản và sản xuất tại Nhật luôn. Mức giá của nó sẽ là 470.000 một cái nha mọi người. Ống cần này thì cũng rất là cần thiết cho những anh em nào mà đi câu lua hay là đi câu jig. Thì mình khi mình tới nơi mình có thể cắm cái cần lên và mình làm đồ nó rất là gọn gàng. Đó. Ở đây thì nó sẽ có một cái đế ở dưới để khi mọi người gắn vào á, gắn vào cái ống cần á, gắn vào cái thùng á, nó sẽ không bị chênh cái ống cần của chúng ta. Đó, thì cái này mọi người có thể gắn và cũng có thể là không gắn cũng được. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái bát. Cái bát này thì chúng ta sẽ gài vào trong cái thùng Meho rất là dễ dàng. Đó, gài vào là nó sẽ chặt. Ở đây thì chúng ta sẽ gắn ống cần vào. Đó, ống cần này thì nó sẽ có được hai nấc cho chúng ta. Nấc đầu tiên thì nó sẽ ở chiều dài là 250. Nấc thứ hai, nếu như mọi người muốn dài hơn, cái cần chúng ta cái gốc dài hơn, thì chúng ta sẽ kéo ra, chúng ta gài lên cái nấc ở trên. Đó. Rồi, gài lên cái nấc ở trên như vậy thì cái chiều dài nó sẽ được tăng lên tầm khoảng 300mm nha mọi người. Ở trên thì nó còn có một cái nấc ở trên nữa, vẫn có thể gài được nhưng mà nó rất là yếu. Thì mình chỉ khuyến cáo mọi người gài hai cái nấc ở dưới thôi. Đó.
thiết kế của ống Meho thì rất là đẹp nha mọi người. Ở phía mặt trên của cái ống cần này thì nó sẽ được bọc một cái lớp cao su và nó sẽ có những cái đặn như vậy nha mọi người, để khi mà chúng ta gài cái cần vào á, nó sẽ không bị lúc lắc, nó sẽ không bị xoay trong quá trình mà chúng ta di chuyển hay là trong quá trình tàu thuyền nó chạy, giúp cho cái cây cần chúng ta nó sẽ ổn định. Ok rồi, mức giá của nó sẽ là 470.000 một cái nha mọi người, 470.000 một cái ống cần chính hãng của Meho. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên review cho mọi người sẽ là những cái thùng đựng đồ câu chính hãng của Meho nha mọi người. Hiện tại thì mình sẽ có size 7070 là 7080, BM5000, BM7000, BM9000. Đó, thì đủ size luôn. Nhưng mà hiện tại trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ lên review cho mọi người cái mẫu đó là Meho VS7070N nha mọi người. Chuyên dụng cho mọi người đi câu lua nè, câu rích nè, so rích hoặc là lai rích ở gần bờ thì mọi người sẽ sử dụng cái thùng này rất là ok luôn nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp đó, và cực kỳ chắc chắn. Chất liệu nhựa của nó sẽ là nhựa ABS chịu lực, và cái thùng này mọi người có thể ngồi tầm khoảng 80-90kg ngồi lên, nó vẫn rất là chắc chắn nha mọi người. Nó cực kỳ chắc chắn, nó không bị eo ọp giống như những cái hàng fake thông thường đó. Rồi, tiếp theo là thiết kế của cái thùng này thì nó cũng rất là thông minh. Ở đây thì nó sẽ có một cái nắp ở trên này đó, chúng ta mở ra thì ở mặt trên nó sẽ là một cái thiết kế dạng một cái hộp mồi lớn, nó sẽ chia ngăn ra cho chúng ta đó. Mỗi hộp này thì nó sẽ thêm cho chúng ta hai cái bắt chia để chúng ta chia tùy thích theo cái sở thích đó. Mình có thể bỏ mồi câu, mình có thể bỏ những cái phụ kiện nho nhỏ đó, chia tùy biến nha mọi người. Tiếp theo ở đây thì nó sẽ cung cấp cho mọi người thêm bốn cái vòng tròn cao su để chúng ta gắn ở dưới cái đáy thùng, để khi mà chúng ta để cái thùng nó không bị trượt nha mọi người. Khi mà chúng ta đóng cái nắp này lại thì ở đây nó sẽ có một cái, hai cái để chúng ta khóa cái thùng này lại nha mọi người. Nếu như mà chúng ta bỏ những cái vật giá trị quan trọng trong này, điện thoại hay là bóp hay là những cái máy câu đắt tiền á, thì ở đây nó sẽ có hai cái vị trí để chúng ta móc cái ổ khóa vào, hoặc là chúng ta dùng cái dây rút chúng ta rút vào đây đó, khóa chặt cái thùng lại không mở ra được nha mọi người. Rồi, tiếp theo mặt trong này thì nó sẽ mở ra. Ở đây thì nó sẽ chia ngăn ra cho mọi người đó, một cái phần hộc dài và nó sẽ có hai cái để chia ngăn đó, hai cái bắt chia như vậy. Rồi thì mọi người có thể chia tùy thích, mọi người có thể chia 2/3, 1/3 hay là như thế nào cũng được, tại vì nó có nhiều cái bắt này chúng ta có thể tùy biến. Rồi, hoặc là mình không sử dụng cũng được, thì cái hộc ở dưới mọi người sẽ bỏ được rất nhiều thứ nha, hộp đồ câu lua nè, mồi câu nè, hoặc là thậm chí quần áo hay là máy câu chúng ta đều có thể bỏ được. Nó kích thước cũng rất là rộng nha mọi người. Bề ngang của nó thì tầm khoảng 22, bề dài tầm khoảng 27 và chiều cao của nó tầm khoảng 20. Rồi, ok. Đó, thì khi mà chúng ta mở ra như vậy nó cũng có thể làm thành một cái bàn để cho khi mà chúng ta set up đồ câu cũng rất là dễ nha. Mình cắm cái cần ở đây, cắm cái ống cần vào đây. Đó, dựng cái cần câu lên, và ở đây thì mình sẽ bày ra những cái dụng cụ để mình set up một cái bụi câu. Ok, đó là cái thùng Meho của chúng ta. Thùng này thì chuyên dụng cho mọi người đi câu lua nè, mọi người đi câu rích, là mọi người đi câu lai rích gần bờ đó, thì nó nhỏ, nó gọn, chúng ta cầm nó rất là thoải mái. Và đặc biệt là khi mọi người đi câu lua á, mọi người lua đứng một thời gian mà mỏi chân á, thì chúng ta có thể ngồi lên cái thùng này luôn, nó rất là chắc chắn nha. Đó, đỡ mỏi, vừa ngồi vừa câu cũng rất là thoải mái nha mọi người. Ok, thì ở hai bên hông thùng nó vẫn set up cho chúng ta những cái lỗ để chúng ta gắn thêm những cái phụ kiện của Meho, thì mình sẽ để trên cái màn hình cho mọi người xem. Nó có rất nhiều những cái phụ kiện kèm theo ở trong một cái hệ sinh thái của Meho, thì mọi người có thể sử dụng cái này gắn qua gắn lại cho rất nhiều các size thùng khác nhau đều được đó. Ok rồi, mức giá của nó sẽ là 1.080.000 nha mọi người, 1.080.000 cho một cái thùng Meho 7070N, 1.080.000. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là cần câu nha. Cây cần đầu tiên mình sẽ lên cho mọi người một cái siêu phẩm cực kỳ đẹp đến từ nhà Ripple Fisher. Đó, đây là một cây cần chuyên cho mọi người câu lu gành này, hoặc là mọi người câu cá lóc, câu nhái thật, là phải nói là cực kỳ đã luôn. Đó, chùm cuối rồi nha mọi người, cây này là cây chùm cuối Ripple Fisher. Nó sẽ được sản xuất tại Nhật và nó là handmade nha mọi người, tức là làm thủ công tại Nhật, handmade in Japan. Ripple Fisher. Đó, thông số của nó và cái tên của cây cần này sẽ là Ripple Fisher Monster Impact 110HH. Chiều dài sẽ là 11 feet nha mọi người, tức là tầm khoảng 3m2. Lua mắc của nó sẽ là 60g và mắc B số 3. Cần này trên tay mình sẽ là một cây cần mới hoàn toàn 100%. Nhưng mà cái mức giá mọi người mua sẽ là mức giá của hàng lướt nha mọi người, 13 triệu 500 ngàn. Đó. Bình thường cái cây cần này thời điểm năm trước mà mình order về cho khách đó, thì nó dao động tầm khoảng 16 triệu đến 16 triệu rưỡi. Đó, cần mới nha mọi người. Còn trên tay mình hiện tại sẽ là cây cần hàng new luôn, nhưng mà mức giá thì sale
13.500.000. Cây này thì nó vẫn có cái túi zin của nó nhé mọi người. Đó, cần mới 100%, không phải là cần hàng trưng bày. Đấy, không phải là cần hàng đã qua sử dụng mà còn đẹp nhé mọi người. Mọi người nhìn cái bát cần này, những cái cần mà đã qua sử dụng á, thì cho dù nó có đẹp đến cỡ nào á, nhưng mà những cái vị trí mà nó tiếp xúc, nó hao mòn, nó vẫn sẽ để lại dấu. Còn những cây cần mới là nó sẽ không có dấu hết nhé mọi người, nó sẽ không có dấu. Đấy, cái bát vặn của nó này. Rồi, Ripple Fisher ở đây, rất đẹp luôn. Bút sẽ là bút Eva. Và dòng Ripple Fisher này thì là một trong những cái dòng cần thuộc dạng là đỉnh cao, mà nó gọi là cao cấp nhất rồi. Đó, về cảm giác sử dụng cũng giống như là về cái hiệu năng của nó thì phải nói là vô đối luôn. Ok, khoen của nó thì nó sẽ là khoen titanium và sứ nó sẽ là sứ xích nha mọi người. Phôi của nó thì sẽ là dạng là phôi xoắn lò xo và nó sẽ là sơn bóng hết lên nha mọi người. Toàn bộ khoen sẽ là khoen titanium xích. Đó, ok. Cái cây cần này nó mắc tiền đến từ cái dàn phôi của thằng Ripple Fisher này nhé mọi người. Cái phôi nó cực kỳ nhẹ luôn. Đối với một cây cần 3m3 mà tại mồi maximum 60g độ cứng HH, nhưng trọng lượng của nó chỉ có 260g thôi nhé mọi người. Tức là nó nhẹ hơn hẳn tầm khoảng 100-120g so với những cái dòng cần cùng cái thông số với nó. Nhưng mà cái sức mạnh của nó thì vẫn giữ nguyên được như vậy nhé mọi người. Đó, thì hiện tại mình vẫn đang sử dụng một cây Ripple Fisher thông số nhỏ hơn cây này một chút xíu, và mình đi đánh gành tầm khoảng hơn một năm nay rồi, phải nói là siêu nhẹ luôn, đánh cả ngày không mỏi tay và bắt cá tầm khoảng 5-7 kg vẫn vô tư. Đó, nhiều anh em khi mà mình cầm cái cây cần đó ra mình lua gành thì mấy anh em nói là cây này dễ gãy lắm, nhưng mà thật sự là mình đánh hơn một năm nay nó chưa gãy bao giờ và vẫn bắt cá liên tục nha mọi người. Đó, ok, 260g cho một cây 3m3. Thì dòng cần này nó không chỉ đánh ở gành mà nó còn đánh cá lóc rất là thích hợp luôn nhé mọi người. Chiều dài 3m3 thì mọi người đánh nhái thật, là mọi người đánh lóc rừng là phải nói là đúng bài luôn á. Đầu bu chống xoắn, khoen titanium xích, rất đẹp luôn, cần mới 100%. Đấy, cực kỳ đẹp. Cây này là chùm cuối rồi nhé mọi người. Đó, nếu như mọi người muốn nâng cấp thì chắc là đến cái cây này là đứng lại đó. Tại vì nếu mà nâng cấp lên thì đâu có thằng nào mà cao hơn được thằng này đâu. Ripple Fisher. Rồi, ok. Cần mở 100%, mức giá sẽ là 13.500.000 nhé mọi người. Ripple Fisher Monster Impact 110HH, 13.500.000. Rồi, sản phẩm cần câu tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cái siêu phẩm đến từ nhà Genac nhé mọi người. Clip hôm nay thì toàn là siêu phẩm thôi. Cây này sẽ là Genac Delphi Muthor. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và cần này sẽ là cần mới 100%, nhưng mà mức giá thì vẫn là mức giá sale nha mọi người. Mới dạng hàng trưng bày. Đó, mức giá mới của nó thì tầm khoảng 16 triệu, còn trên tay mình sẽ là 13.500.000 nha. Genac Delphi Muthor. Bây giờ thì mình sẽ cùng mở ra review cho mọi người xem nha. Thì Genac với Ripple là hai cái hãng sản xuất đồ câu mà thuộc dạng là hàng cao cấp của Nhật, và nó chuyên làm hàng handmade nha mọi người. Handmade. Đó, nó khác biệt so với Shimano và Daiwa. Đó, nó thuộc dạng là phân khúc cao cấp. Rồi, mình sẽ lấy ra cho mọi người xem. Cái túi của nó thì sẽ là màu như vậy, và nó sẽ có giấy tờ bảo hành đầy đủ hết nha mọi người. Đấy, ok. Đây là một cây cần thông số là siêu khủng luôn. Genac thì họ sẽ trang bị cho mọi người thêm hai cái đai cần rất là xịn sò, rất là đẹp như vậy nha. Rồi, mình sẽ lấy ra. Cây cần này là một cây cần chuyên để cho mọi người đánh bobbing gành nè, đánh so jigging hạng nặng nè. Hoặc là ở thị trường Việt Nam mọi người có thể sử dụng để đi câu ngâm, câu lăng xê, hay là mọi người câu cá tra bằng cái cây cần này cũng rất là ok nha. Đó, cần mở 100%. Rồi, thiết kế đặc trưng của Genac Delphi Muthor 110HHH. Đó, tức là nó độ cứng của nó là siêu cứng nha mọi người, nhưng mà cái phôi nó không hề đanh. Nó vẫn cảm giác mồi vẫn có cái độ nảy nha mọi người. Đó, Genac rồi. Phần mát cần của nó này, đặc thiết kế đặc trưng của Genac. Có một cái lock kề ở đây. Đó, làm cực kỳ đẹp luôn và rất là chắc chắn nha mọi người. Rồi tiếp theo là phần gốc của nó đây. Gốc của Genac nha mọi người. Đấy. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ review đi vào cái thông số cụ thể của cây cần này cho mọi người tham khảo nha. Đó, Genac Delphi Muthor 110HHH. Siêu khủng. Cực kỳ đẹp luôn. Khoen của nó sẽ là khoen titanium xích nha mọi người. Đó, khoen rất là to, titanium xích. Rồi, tiếp theo là phần gốc của nó đây. À, tiếp theo là phần ngọn của nó đây nha mọi người. Thông số thì mình sẽ để trên màn hình cho mọi người tham khảo nha. Đó. Một dòng cần chuyên đánh lưu gành hạng nặng, bobbing gành này, hay là mọi người đánh so jigging ở gành này. Khoen toàn bộ sẽ là khoen titanium, và nó rất nhiều khoen luôn nha mọi người. Trên cái ngọn của nó là cực kỳ nhiều khoen, nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái khoen.
cộng với một đầu bu và thêm cái khoen đề ba nữa là 10 khoen cộng một đầu bu. Đấy. Thì việc mà nó sắp khoen nhiều như vậy nè để giúp cho trong quá trình mọi người ném ở gành nó sẽ không bị rối dây nha, nó sẽ hạn chế bị rối dây. Còn ví dụ như cái những cái khoen mà nó nằm xa nhau như những cái cần thông thường á, thì dây nó hay bị quấn vào giữa đốt hai cái khoen nè mọi người. Thế nên là xe nắc họ sẽ tăng cường thêm cái khoen lên cái ngọn để giúp cho trong quá trình ném chúng ta sẽ hạn chế bị rối dây. Đó, đọt siêu to luôn, đọt này tầm khoảng 2.8 đến 3 ly nha mọi người. Ok, khoen cực kỳ bự. Khoen này thì mọi người có thể đánh được B6, B7 được luôn, B6, B8 thoải mái. Senac Denfimuthor 110 HHH. Ok, bây giờ mình sẽ quay tổng thể lại cây cần cho mọi người tham khảo nha. Cây này thì sẽ có thông số đó là trọng lượng 420g, tải mồi của nó sẽ là từ 80 cho tới 250g. Mắc JBE của nó sẽ là mắc JBE số 8 nha mọi người, siêu khủng luôn. Đó, quay lại tổng thể toàn bộ cây cần cho mọi người tham khảo nha. Cần mới 100%, mức giá sẽ là 13.500.000. Tức là mức giá này là mức giá hàng lướt đấy, nhưng mà chúng ta sẽ nhận lại cần là cần mới nha mọi người. Ok, thì ở thị trường Việt Nam mọi người có thể sử dụng để đi câu lô gành hạng nặng nè. Đó, ở cái mùa này mọi người sử dụng những cây này thì nó mới có khả năng bắt được những con cá khủng, hoặc là mọi người sử dụng để đi đánh cá tra. Đó, câu ngâm cá tra bằng những cây cần hạng á là rất là ok luôn nha. Rồi. Ok, rồi mức giá sẽ là 13.500.000 nha mọi người. Senac Denfimuthor 110 HHH. Rồi, cây cần tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cây siêu phẩm 5 khúc đến từ nhà Shimano. Cây này sẽ là cây Shimano Poison Ultima 1610MH5 nhé mọi người. Tình trạng của cây cần này là đẹp 98-99%, rất là đẹp luôn, và mức giá thì cực kỳ hấp dẫn cho mọi người tham khảo. Cây này thì hiện tại bên mình đang bán đó là 13.800.000 nhé mọi người, 13.800.000 Poison Ultima 1610MH5. Đó, một trong những cái dòng cần hiện tại, cây cần này là cây cần du lịch 5 khúc mà thuộc dạng là cao cấp nhất của Shimano nha mọi người, nó mắc tiền nhất luôn. Mức giá mới của cây này thì tùy thời điểm nó sẽ tầm khoảng 17-18, có thời điểm thì 20-21-22. Đó, nói chung là mức giá nó là vô định nha mọi người, nhưng mà trên tay mình thì sẽ là một cây hàng siêu lướt, đẹp như mới, giá sẽ là 13.800.000. Ok. Tặng kèm cho mọi người thêm một cái gài mồi nè, đó, một cái gài mồi rất đẹp nha. Rồi, cây cần của chúng ta thì cực kỳ đẹp luôn. Poison Ultima 1610MH5. Cây này thì sẽ có chiều dài là 2m08, độ cứng MH thì nó tại mồi từ 7 cho tới 28g, từ 10 cho tới 30g nha mọi người. Tại mồi 10 cho tới 30g và trọng lượng của nó thì siêu nhẹ luôn, rất là nhẹ. Mọi người cầm cả ngày không mỏi tay. Đó, thiết kế của Poison Ultima thì cũng rất là đẹp, rất là hiện đại nha mọi người. Toàn bộ cái phần cán của cần nó sẽ đúc bằng carbon C4 cộng nguyên khối. Đó, từ cái phần grip này, từ phần gốc này cho tới phần tay nắm này, đó, cho tới phần cò đều làm bằng chất liệu carbon C4 cộng nha mọi người. Và ở đây thì nó có CNC lên cái khối nhôm ở đây, giúp cho cái cần này nó tăng thêm cái độ chắc chắn nha. Rồi, ok, rất đẹp. Phôi của nó đây nha mọi người. Đấy, cần Poison Ultima này thì nó sẽ được sản xuất tại Nhật, và dàn khoen của nó sẽ là khoen titanium xích nha mọi người, titanium xích. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Phôi là hầu như chưa chảy xước gì hết nha mọi người. Đó, những cái chân khoen thì có thể nó hơi ố nhẹ một chút xíu lên, một cái màu vàng thôi, chứ còn rất đẹp nhá. Đó, mình quay rất là kỹ cho mọi người tham khảo này. Đó, phôi rất là đẹp luôn. Và cây cần Poison Ultima này, mình đã trải nghiệm những cái dòng cần này, mình đã trải nghiệm cũng rất là lâu rồi. Cái khả năng đóng cá, bạo lực của nó thì phải nói là cực kỳ tốt luôn nha mọi người. Đó, mọi người, đối với những cái dòng cần 5 khúc mọi người hay sợ nó bị yếu, hay là hay sợ nó bị lỏng lẻo khi mà đóng cá nó gãy đó, thì mình sẽ để những cái clip mà mình đóng cá bằng cái cây Poison Ultima cho mọi người xem, đóng bạo lực luôn và khả năng sóc cá rất tốt, và thậm chí đóng ngoắt cả lưỡi luôn mà cây cần nó vẫn không sao. Rồi, ok, rất đẹp luôn nha mọi người. 1610MH5. Cây này thì nó sẽ còn đầy đủ cho mọi người tất cả mọi thứ, nguyên siêu, nguyên tem, rồi giấy tờ, túi, hộp, đầy đủ hết nha. Ok, mức giá của nó sẽ là 13.800.000 nha mọi người. Poison Ultima. Ở đây thì mình sẽ lấy thông số cho mọi người xem nha. Poison Ultima 1610MH5, giấy tờ còn nguyên. Tem nè mọi người. Đó, thông số của nó đây. Cây này sẽ là chiều dài 2m08, 5 khúc.
thu gọn lại chỉ có 49cm thì mọi người có thể bỏ cốp xe, mọi người bỏ ba lô, bỏ trong xe máy, xe ô tô đều rất là tiện lợi nha. Chiều trọng lượng của nó sẽ là 107g, rất là nhẹ cho một cây cần 5 khúc mà độ cứng MH đỏ sẽ là 1.8 tại mồi 10 cho tới 30g. Đó, nước sản xuất sẽ là Nhật Bản nha mọi người. Ok, giấy tờ đầy đủ. Đó, còn cái đai zin, còn cái đai luôn nha mọi người. Đây. Ok. Nguyên một bộ đai của nó luôn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có cái hộp. Đó, hộp này thì nó sẽ có thêm một cái túi nhỏ ở bên trong nha mọi người. Hộp này sẽ là hộp phong cứng này, bảo vệ cây cần. Đó, và bên trong nó thì còn có thêm một cái túi vải nữa mọi người. Đó, một cái túi này sẽ là cái túi 5 ngăn. Đó, nó sẽ có 5 ngăn để cho mọi người được 5 cái khúc cần riêng biệt với nhau. Thì khi mà chúng ta bảo quản nó sẽ không bị chảy xước cây cần nha. Đó, và túi này cũng sẽ là túi zin. Tức là cây cần này là cây cần dạng là hầu như là chúng ta sẽ còn nguyên bản. Đập hộp làm sao thì cây cần này nó sẽ có y chang như vậy hết luôn nha mọi người. Rồi, mức giá thì siêu tốt cho mọi người luôn. 13.800.000 Poison Ultima 1610MH5 13.800.000 nha mọi người. Rồi, cây cần tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người cũng là một cây siêu phẩm đến từ nhà Shimano nha mọi người. Cây này sẽ là cây Shimano Cadip Area Limited S62SQL. Đó, mức giá mới của nó thì tầm khoảng đâu đó 14-15 triệu. Nhưng mà trên tay mình thì cũng là một cây hàng sale. Mức giá của nó sẽ là 12.500.000 nha mọi người. Cadip Area. Ok, bây giờ mình sẽ review nó cho mọi người xem nha. Đầu tiên nó sẽ có một cái túi Cadip đó, Area Limited nha mọi người. Túi cũng khá là đẹp. Rồi, giấy tờ bảo hành là còn y nguyên hết nha mọi người. Đối với những cái sản phẩm Shimano, khi mà mọi người có giấy mà mua bên mình á, thì mọi người xe vẫn sẽ được bảo hành nếu như nó gãy đọt hay là gãy gốc nha. Ok, rồi tiếp theo là mình sẽ mở ra lấy cái ngọn để cho mọi người xem nha. Dòng này là một dòng cần chuyên để cho mọi người câu UL, câu cá suối nè. Đó, hoặc là mọi người câu cá măng, câu cá lóc hồ dịch vụ đều rất là ok nha. Đây, đọt nó đây. Bên trong của nó thì sẽ có một ngăn như vậy thôi nha mọi người. Nó sẽ phủ thêm một cái lớp vải nhung để giúp cho cây cần nó không bị chảy xước. Đó. Rồi, tiếp theo là đến phần ngọn của chúng ta. Đối với cái dòng Cadip này á, thì nó sẽ được phủ một cái lớp gọi là lớp Rainbow Frosting. Tức là một cái lớp phủ 7 sắc cầu vồng, 7 màu toàn bộ cây cần luôn. Đó, không chỉ là phần ngọn nha mọi người. Đây, mọi người sẽ thấy nè, cái phần ngọn nó 7 màu này. Và phần gốc của nó cũng sẽ có 7 màu luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Cái phôi của Shimano mà phủ cái lớp này lên thì phải nói là siêu đẹp. Nó giống như là trên cây quạt Solar Limited. Đó. Toàn bộ dàn khoen của nó sẽ là khoen Titanium Xích nha mọi người. Titanium Xích Cadip Area Limited. Cực kỳ đẹp. Cây này về cho mọi người câu cá suối là đúng bài luôn, chùm cuối của nhà Shimano. Đó. Thiết kế gốc của nó sẽ là gốc mono đúc carbon nguyên khối, nó sẽ giúp cho cây cần này nhẹ hơn. Đó. Phần cán cầm của nó thì sẽ làm bằng chất liệu gỗ bần nè mọi người. Đó, gỗ bần. Nhìn cây cần này nó sẽ sang trọng và nó sẽ đẹp hơn. Ok, cực kỳ đẹp. Phôi của nó siêu nhỏ luôn nha mọi người. Đó. Phôi trên cây cần này chỉ bằng cái đầu đũa thôi. Đó, khoen của nó sẽ là khoen Titanium Xích nha mọi người. Khoen Titanium Xích. Rồi, những cái khoen ở đây đều rất là to nè mọi người. Đó, khoen cực kỳ dày luôn. Ok, rồi. Mức giá của nó sẽ là 12.500.000 nha mọi người. Thông số cho mọi người tham khảo. S62SUL tại mồi của nó sẽ là từ 1 và tại dây của nó sẽ là từ 1.5 cho tới 4 lb nha mọi người. Tại mồi thì sẽ là từ 0.6 cho tới 6 g. Chiều dài sẽ là 6 feet 2 inch thì tương ứng tầm khoảng 1m85 nha mọi người, và nó sẽ được sản xuất tại Nhật. Ok, thông số cụ thể của nó thì nó sẽ ghi trên cái tờ giấy này nhá. Đây, Cadip Area Limited. Mới 100%. Cực kỳ đẹp. Đó. Chiều dài thu gọn của nó, chiều dài tối đa của nó sẽ là 1m88 nha mọi người. Hai khúc thu gọn lại 96.3cm và trọng lượng chỉ có 77g thôi. Đọt 1.4 L. Ok. Siêu nhẹ, sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đó. Nước sản xuất nè, Nihon nè, Nhật Bản. Ok, rồi, mức giá của nó sẽ là 12.500.000 nha mọi người. 12.500.000 cho một cây Cadip Area Limited mới 100%, siêu đẹp. Rồi, cây cần tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cây cần Zig máy ngang đến từ nhà Shimano. Phân khúc của nó sẽ là cần cao cấp nha mọi người. Cây này sẽ là cây Shimano Game Tai Z và cần máy ngang. Đó, ok. Cần mới 100%, mức giá của nó tầm khoảng 7 triệu. Nhưng mà hiện tại trong video clip ngày hôm nay á, thì mình sẽ sale xuống cho mọi người xuống còn 6 triệu nha. Đó, nguyên đai, nguyên tem.
đầy đủ hộp túi hết nha mọi người. À, nó sẽ có cái túi và nó sẽ có thêm hai cái đai cần, giấy tờ bảo hành là nó còn y nguyên hết và tem của nó vẫn còn ở trên cây cần, chưa xé tem nhé mọi người. Đó, sale cho mọi người xuống còn 6 triệu thì cây này nó sẽ thích hợp cho mọi người đánh rigging ở Vũng Tàu, ở Côn Đảo là thích hợp nhất, hoặc là những nơi mọi người đánh tầm khoảng 50 mét nước trở xuống sẽ là ok nha. Đó, cây cần chúng ta thì siêu đẹp luôn. Và cần này sẽ là cần đời mới, thế nên là cái thiết kế của nó rất là đẹp mọi người. Phần bát cần là một chất liệu carbon C4 cộng. Đó, mút Eva ở đây rất là to, cầm chắc chắn nha. Rồi, cái khớp vặn ở đây thì cũng rất là chắc luôn mọi người. Mọi người nhìn cái khớp vặn của nó nè, siêu to luôn, cực kỳ dày. Đó, rất là chắc chắn. Phần cán cần nó sẽ là mút Eva dài, rất là dài, giúp cho chúng ta trong quá trình chúng ta rig nó không bị đau. Rồi, ok, Shimano Game. Cây này thì nó sẽ trang bị cho mọi người cái dàn khoen Fuji Six Stanley Six nha mọi người. Tức là cái chân khoen là bằng thép khung rỉ và cái sứ nó sẽ là sứ Six. Ok, cây này thì nó sẽ là chuyên cho mọi người đánh dạng là Fast Six hoặc là Light Six đều rất là ok nha. Đó, cần mở 100%. Phôi sẽ là phôi Sun X đặc trưng của nhà Shimano. Ok, Shimano Game Taiji. Thông số của nó đây nha mọi người. Chiều dài sẽ là 1m83, 2 khúc. Trọng lượng sẽ là 155g, đỏ sẽ là 2 ly mốt, mắc zip của nó sẽ là 180g, mắc B3 nha mọi người. Ok, rồi cây này carbon là 96.1%, mắc drag của nó sẽ là 6kg ở góc 45 độ nha mọi người. Đó, rất là nhỏ, cây cần nhìn rất là nhỏ, rất là đẹp, nhưng mà lực mắc drag lên tới 6kg ở góc 45 độ cũng là cực kỳ châu bò nha mọi người. Đó, Shimano Game Taiji. Và cái dòng cần zip, cái dòng cần Shimano Game này nó có một cái ưu điểm hơn so với những cái dòng cần khác, đó là nó là cắm gốc nha mọi người. Đó, nó cắm gốc, thế nên là trong quá trình mọi người di chuyển hay là mọi người bảo quản cây cần á, thì nó sẽ đỡ vướng víu và nó sẽ giảm được cái rủi ro trong quá trình chúng ta di chuyển á, nó sẽ bị gãy cái đọt hay là những cái yếu tố khác. Đó, ok. Và cái dòng này khi mọi người rút lại á, thì chúng ta cũng bỏ vừa vô đa số những cái hộp đựng cần thông thường. Đó, ok, thì đó là một trong những cái ưu điểm của dòng Shimano Game Taiji này. Ok, rồi, mức giá của nó sẽ là 6 triệu nha mọi người, 6 triệu, mức giá sale 6 triệu dành cho mọi người zip Vũng Tàu, Côn Đảo hoặc những nơi nào nước tầm khoảng 50m trở xuống, mắc zip 180g. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên thanh lý cho mọi người, sẽ là một cây cần Shimano Work Saula 1754R2 nha mọi người. Cây này là một cây cần mới hoàn toàn, mình order về cho khách nhưng mà trong quá trình vận chuyển về á, là nó bị gãy cái đọt này mọi người, đó. Thế nên là mình đã đặt một cái sản phẩm mới về để giao lại cho mọi người. Còn cái cần mà nó bị gãy trong quá trình vận chuyển thì bên mình sẽ chịu. Thế nên là bây giờ mình sẽ thanh lý cho mọi người nha. Thế nên là khi mọi người order cần bên mình, cho dù là cần nó bị gãy trong quá trình vận chuyển về thì mình vẫn sẽ đền bù, vẫn sẽ đổ cho mọi người sang những cái sản phẩm mới. Mọi người yên tâm nha. Đó, thì cây này nó đã bị gãy và mình đã nối lại rồi nha mọi người. Cây này vẫn bảo hành được. Nhưng mà cái mức giá mà chúng ta bảo hành thì nếu mà so với mức giá mà chúng ta nối lại và chúng ta bán luôn thì nó cũng xem với nhau. Thế nên là mình sẽ nối lại và mình bán thẳng cho mọi người luôn nha. Và cái này mình cũng sẽ bao cho mọi người. Nếu mà nó gãy lại ở chỗ này á, thì mình sẽ thu lại cây cần và mình sẽ đem đi bảo hành. Ok, rồi, 1754 cây này là một cây thông số cực kỳ đẹp luôn, về cho mọi người đánh cá lóc. Đó, 1754 thì chiều dài của nó sẽ là 7 feet 5 inch, là tầm khoảng 2m3, 2m34. Độ cứng của nó sẽ là H nha mọi người. Action sẽ là regular 2 khúc. Tại mồi của nó sẽ là từ 15 cho tới 80g. Maxic 240g. Đó, chiều dài 7 feet 6 inch. Rồi, ok, cần mới 100%. Thế nên là ngoài cái phần ngọn nó bị gãy ra thì còn lại là cây cần nó sẽ là cần mới nha mọi người. Đó, rất đẹp luôn. Mà mình cũng rất là tiếc, khoen của nó sẽ là khoen Fuji Titanium 6 nha mọi người. Cần mới, thế nên là nó sẽ còn đầy đủ bao, cần, giấy tờ, còn nói chung là full, còn đầy đủ hết nha mọi người. Đấy, nếu như mọi người thích cây này thì mọi người có thể lấy về. Mức giá mình sẽ chia lại cho mọi người sẽ là 6.500.000 nha. 6.500.000, tức là chưa bằng một nửa so với mức giá mình order. Đó, và cây cần này nó đã bị gãy ở đây rồi, thế nên là cũng khá là tiếc. Rồi, 6.500.000 mình bán luôn. Còn nếu mà gửi đi làm lại cái ngọn đó, thì nó cũng tốn tầm khoảng 3-4 triệu. Và cái thời gian chờ của nó rất là lâu nha mọi người. Ok, rồi, 6.500.000 của Sala 1754R2. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là dòng cần Shimano Scorpion. Đời của nó sẽ là đời 2019-2020 nha mọi người. Cần mới 100% và cây này vẫn là cây đời mới nhất của nó. Hiện tại trong video clip ngày hôm nay mình sẽ có được hai thông số.
2702 R2 và 2831 R2 nhé mọi người. Bây giờ thì mình sẽ review cái thông số 2702 trước nha mọi người. Đó, một cái dòng cần thuộc dạng là cận cao cấp của nhà Shimano. Mức giá mới mọi người mua thời điểm trước tầm khoảng 6,5-7 triệu. Đó, nhưng mà bây giờ thì sẽ có hàng sale mức giá rất là tốt nha mọi người. Trên tay mình là 2702, mức giá của nó sẽ là 4.900.000. Đó, 4.900.000 thôi mà mọi người được cây cần mới nguyên bản luôn, đẹp. Đó, mức giá này thì nếu như mọi người mua những cây cần cũ ở bên Nhật ấy, thì nó cũng tầm khoảng 4.000.000-4.500.000. Còn bây giờ mọi người thêm tầm khoảng 500.000 nữa, 4.900.000 thì mọi người sẽ được một cây cần mới luôn. Đó, đầy đủ hộp sắt, phụ kiện, giấy tờ bảo hành là còn đầy đủ hết luôn nhé mọi người. 2702 R2, tại mồi từ 7-20g, chiều dài là 7 feet là 2m1 nhé mọi người. Sản xuất tại Indonesia. Đó, dòng này thì về mọi người lưu cá chẽm, là mọi người lưu cá lóc là đúng bài luôn á. Đó, thông số cực kỳ đẹp luôn, và thiết kế của Scorpion thì nó cũng giống y chang như quạt sao la. Đó, rất đẹp nha. Rồi, thông số cụ thể của nó thì nó sẽ ghi ở trên này. À, nó ghi ở trên cái túi cần nhé mọi người. Đó, thì nói chung là cây này là 2m1, tại mồi từ 7-20g nhé mọi người. Độ cứng của nó sẽ là M. Rồi, ok, mức giá của nó sẽ là 4.900.000. Về mọi người gắn với máy 3.000, 2.500, 3.000 đều rất là ok. Đó, 4.900.000. Theo mình sẽ lên review cho mọi người cái thông số còn lại, đó là 2831 R2 nhé mọi người. Thông số này thì nó sẽ có chiều dài là 2m51, độ cứng của nó tương ứng với tầm khoảng M cho tới ML, ML cho tới M nhé mọi người. Tại vì cây cần này nó dài, nó thuộc dạng là đánh si bát, nó đánh là cần dạng dài. Thế nên là cái thông số tại mồi của nó vẫn rất là cao nha. Ok, rồi, cây cần của chúng ta đây. Trên cái dòng cần 2m51 này á, thì hai khúc của nó sẽ bằng nhau nhé mọi người, hai khúc bằng nhau. Khoen của nó thì vẫn là sẽ là khoen Fuji Tita, Fuji Stainless Six nha. Chân khoen thép không rỉ và sứ sẽ là sứ xích. Đó, phôi rất là đẹp luôn, cần mới cũng 100%. Đấy, siêu đẹp. Bát máy Scorpion làm bằng chất liệu carbon C4 cộng của Shimano nhé mọi người. Và phần gỗ này, phần cán này sẽ làm bằng gỗ bần. Đó, rất đẹp luôn. Thông số cụ thể của nó cho mọi người tham khảo nha. Cây này thì nó sẽ có chiều dài là nó là 8 feet và 3 inch, thì nó tương ứng 2m51. Độ cứng sẽ là ML và tại mồi từ 5-15g, tại dây từ 5-12 lb. Sản xuất tại Indonesia nhé mọi người. Đó, cần này thì nếu như mọi người mua thời điểm trước là tầm 6,5 triệu ấy. Còn bây giờ thì mức giá sale sẽ là 5 triệu nhé mọi người. 5 triệu cho cây buộc sau cho cây Scorpion 2831 R2. Cây này thì mọi người có thể về mọi người câu cá chẽm nè, câu cá chẽm bằng cái size 2m41 này vẫn rất là ok nha mọi người. Đánh ở trong những cái địa hình đùng nó khó, ở dưới cái bờ nó có những cây đước, thì chúng ta đứng ở trên chúng ta cần có một cây cần dài để chúng ta với ra, thì đánh bằng những cây 2m51 này rất là ok nha. Hoặc thậm chí mọi người đánh cá lóc, đánh lóc dịch vụ hay là đánh lóc tự nhiên đều rất là ok. Tại vì cây cần nó dài, thế nên là cái độ, cái sức chịu của cái phần thân cần này vẫn rất là ok nha, nó không bị yếu cây cần của chúng ta. Rồi, mức giá của nó sẽ là 5 triệu nha mọi người. 5 triệu, cần mở 100%, đầy đủ hộp túi phụ kiện Shimano Scorpion 2831R2. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cây cần Megabass Orochi XXX. Đó, cây này sẽ là thông số F6, độ cứng của nó ngang với khoảng H nha mọi người, H hoặc là trên H một chút xíu. Đó, một cây cần đã qua sử dụng. À, thiết kế của Megabass thì khỏi phải nói, cho dù nó là cần cũ thì nhìn nó vẫn rất là đẹp nha mọi người. Đó, thiết kế cực kỳ tỉ mỉ luôn, chăm chút đến từng cái đường nét của hãng Megabass. Đó, phôi của nó thì cũng khá là đẹp. Rồi, Orochi XXX, khoen của nó sẽ là khoen thép không rỉ. Sứ sẽ là sứ xích nha mọi người, nhưng mà trên cái hệ khoen này thì nó sẽ sơn, thế nên là nó trong quá trình sử dụng nó sẽ bị chóc chóc sơn một chút xíu, sơn đen lên nha mọi người. Đó, ok, còn lại trên phôi của nó rất đẹp. Rồi, cây này thì về cho mọi người đánh cá lóc nè, lóc bông và thoải mái luôn nha. Đó, Megabass Orochi, dòng này thì mới mọi người mua tầm khoảng 6-7 triệu á, nhưng mà hiện tại trên tay mình là một cây cần cũ đã qua sử dụng, mức giá thì siêu tốt luôn, 2.500.000. Đó, ok, cần cũ đã qua sử dụng thì nó sẽ có những cái dấu hiệu, ví dụ như hao mòn hay là dơ, thì cái đó thì mọi người về mọi người vệ sinh lại nha. Còn quan trọng là chúng ta sẽ mua được mức giá tốt hơn rất nhiều so với mức giá cần mới, và cái chất lượng thì nó cũng ở mức độ tương đương. Ok, thông số cụ thể cho mọi người tham khảo nha. Cây này sẽ là F6. F6 thì độ cứng của nó khoảng H, dài là 611, 6 feet 11 inch, thì tầm khoảng 1m98 nha mọi người, gần 2m. Tại mồi của nó sẽ là từ 3/8 cho tới 3 ao. 3/8 thì nó sẽ là 21g.
từ 14g cho tới 100g nhé mọi người, tại một cực kỳ lớn luôn. Thông số dây của nó sẽ là 12 cho tới 30 LP. Đó. Ok, rồi, Megabass Orochi F6 XXX. Rồi, giá sẽ là 2.500.000 nhé mọi người. Cần đã qua sử dụng có hao mòn, có chề xước nhẹ nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng đến phôi, không bị cấn móc, phen còn nguyên. Mức giá 2.500.000, trọng lượng của cây này sẽ là 162g nhé mọi người. 2 triệu. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cây cần Shimano Nessa BB. Ok, cây này thì trên tay mình là một cây cần đã qua sử dụng. Độ mới của nó thì tầm khoảng 90% nhé mọi người. Đó, Nessa BB. Thông số cụ thể của nó đây, S1002M nhé mọi người. Đó, ok, dòng Nessa thì nó là một cái dòng cần chuyên cho mọi người đánh si bát, câu nước mặn, câu lu gành kè mà đánh bằng những con mồi dạng như là mồi minao á. Đó, thì mọi người đánh bằng dòng Nessa là rất là ok, hoặc là mọi người đánh so jigging hạng nhẹ. Đó, ok, nó sẽ là 3 khúc nha mọi người. Chiều dài của nó sẽ là tầm khoảng 3m05 và nó sẽ là 3 khúc. Thế nên là khi mọi người thu gọn lại á, thì nó rất là gọn nhẹ và chúng ta có thể dễ dàng di chuyển bỏ ngang trong cốp xe ô tô, rất là ok luôn nha mọi người. Đó, bát máy của nó sẽ là bát máy C4+. Rồi, cây này là một cây cần cổ đã qua sử dụng thì nó sẽ có hao mòn. Ví dụ như ở những cái phần mút Eva này mọi người, nó sẽ bị hao mòn, nó sẽ bị hơi rõ một chút xíu. Đó, còn trên phôi thì còn đẹp nhé mọi người. Và khoen của nó sẽ là khoen Fuji Akonai. Khoen Fuji Akonai, thế nên là những cái chân khoen của nó sẽ bị hơi ố lên một chút xíu. Hơi ố nâu lên nè mọi người. Đó. Ok, phôi của nó sẽ là phôi Son X, có 2 Power X. Rồi, ok. Phôi trên này còn đẹp nhé mọi người. Còn những cái dàn khoen của nó thì sẽ hơi bị ố, tại vì khoen nó là khoen Fuji Akonai, thế nên là nó chắc chắn nó sẽ ố nhanh hơn những cái dòng khoen stainless steel. Rồi, đầu bu chống xoắn còn rất đẹp. Phôi, cây này phôi còn rất đẹp nhé mọi người. Đối với dòng Nessa BB này ở Việt Nam mọi người có thể đánh được đa dạng rất nhiều thể loại. Từ mọi người đi câu cá chép nè, mọi người đánh cá chép hồi dịch vụ nè, mọi người đánh so jigging ở ngoài gành nè, mọi người lua gành kè hạng nhẹ, mọi người lua cá hồng mưu nè, lua cá mú ở ngoài gành á là rất là ok luôn nha. Hoặc là mọi người sử dụng dòng Nessa BB này, mọi người đánh cá lóc cũng ok luôn mà. Đó, đánh cá lóc mà dạng đánh lóc đồng mọi người chơi nhẹ nhàng thôi á, cảm giác á thì mọi người đánh bằng cây này rất là ổn nha. Thậm chí là mọi người sử dụng cây cần Nessa BB này để đi dòng cá thu cũng rất là ok. Thì năm vừa rồi mình cũng sử dụng cây Nessa BB mà mình mua cho khách á, về đi dòng cá thu ở Côn Đảo rất là ok luôn, cực kỳ ngon. Rồi, mức giá của cây này thì sẽ là 2.500.000 nhé mọi người, 2.500.000 Nessa BB S1002M, giá 2.500.000. Thông số cụ thể của nó sẽ là chiều dài thu gọn sẽ là 110cm, trọng lượng 185g, tại mồi từ 8 cho tới 35g, zig mắc 42g, be từ 0.2, 0.8 cho tới 2 chấm nhé mọi người, và chiều dài sẽ là 3m1. Ok, rồi, Nessa BB S1002M, giá sẽ là 2.500.000. Cần tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một cây Shimano X-Prime. Size của nó cũng khá đặc biệt nhé mọi người. Cây này sẽ là 1711M2, tức là cái dòng này nó sẽ là dòng cần dài của X-Prime. Chiều dài của nó sẽ là 7 feet và 11 inch, thì nó tương ứng với tầm khoảng đâu đó 2m4. Độ cứng là M và chiều và cả số khúc của nó sẽ là 2 khúc nhé mọi người. Tại mồi từ 7 cho tới 28g, tại dây từ 8 cho tới 16 LB. Rồi, sản xuất tại Indonesia. Đó, thì riêng cái dòng cần dài này thì nó sẽ sản xuất tại Indo nhé mọi người. Còn lại cái dòng cần ngắn thì nó sẽ sản xuất tại Trung Quốc. Rồi, X-Prime, đời của nó sẽ đời 2018 nhé mọi người. Đó, thiết kế của đời 2018 và cây cần X-Prime 2018 cũng là một trong những cái dòng cần huyền thoại mà được rất nhiều những anh em cần thủ ở Việt Nam biết đến. Đó, cái mức giá mới của nó thì tầm trung thôi mọi người, tầm khoảng 4.400.000 thôi, nhưng mà cái chất lượng và cái hiệu năng của nó thì vẫn lại cực kỳ tốt luôn, và độ bền của nó cũng rất là cao nhé mọi người. Trên tay mình là một cây cần đã qua sử dụng nhưng mà độ mới còn rất là cao, và trên đời 2018 á, mình vẫn thích cái phần nước sơn của nó là nước sơn bóng nha. Còn trên cái đời 2022 thì nó là nước sơn nhám rồi, nhìn cây cần nó không có đẹp được như cái phôi, nó không có bóng loáng, không có đẹp được như đời 2018. Khoen của nó sẽ là khoen thép stainless steel nha mọi người, tức là cái chân khoen thép khung rỉ và sứ nó sẽ là sứ xích, và cần này đã qua sử dụng thế nên là nó sẽ có những cái dấu hiệu bị xuống cấp, ví dụ như trên những cái chân khoen nó sẽ bị hơi ố vàng một chút xíu nha mọi người, nhưng mà cái này không ảnh hưởng gì nhiều đâu mọi người, ố vàng nhẹ thôi, vì đa số những cái dòng cần mà chúng ta đi câu nước mặn hay là nước ngọt, thậm chí nước ngọt nó vẫn bị ố vàng. Đó, cái này một thời gian sau nếu như mọi người muốn đẹp á, về chúng ta rã keo ra, chúng ta lên chúng ta quấn lại keo là đẹp như mới. Quan trọng là cái dàn phôi của nó là còn mới tinh,
và không có chảy xước và không cấn móc nhé mọi người. Ok, rồi bát máy của nó sẽ là bát máy C4 cộng và tay cầm sẽ là tay cầm bằng chất liệu gỗ bần. Và cây cần này sử dụng mình nghĩ là cũng ít thôi, tại vì nếu mà gỗ bần mà sử dụng nhiều á là nó sẽ bị xuống màu và nó sẽ bị rỗ. Còn cây cần này là còn rất là mới luôn. Đó. Ok. Chiều dài của nó 2m4 thì nó đánh được đa dạng địa hình nha mọi người. Mọi người câu cá chẽm được nè, câu cá lóc nữa. Mọi người đánh nháy thật được nè, mọi người đánh nháy hơi được, đánh màu giả được luôn nha. Rồi thông số cụ thể của nó cho mọi người xem nha. Cây này sẽ là 132g, trọng lượng 132g. Tại mồi 7 đến 28g và 2m41. Action của nó sẽ là RF nha mọi người. Regular fat, tức là cái độ cong của cây cần này nó sẽ cong từ đầu cần này mọi người cho tới phần khoảng cái khoen này. Đó. Độ cong của nó là như vậy. Rồi, mức giá của cây này sẽ là 2.500.000 nha mọi người. 2.500.000. Cây này thì sẽ không có túi nha mọi người, chỉ có cần không thôi. Shimano X-Ride 1711M2 giá sẽ là 2.500.000. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người cũng là một cây cần Shimano X-Ride nha mọi người. Cây này thì sẽ là thông số ngắn và đời của nó cũng là đời 2018 nha mọi người. Shimano X-Ride 166ML2. À, hàng đã qua sử dụng, mức giá sẽ là 2.200.000 nha mọi người. Đó, cây này là một cây cần chuẩn thông số cho mọi người đi câu lô cá chẽm, lô cá măng này. Đó. Thường những anh em nào mà câu nước mặn á thì đánh cái thông số này là thông số đẹp nhất của nó. 166ML, độ cứng là ML và chiều dài là 1m98. Khoen của nó thì vẫn là khoen stainless steel nha mọi người. Đó, phôi sẽ là phôi sơn bóng và đời sẽ đời 2018 và cây này rất là đẹp nha mọi người. Cây này hầu như cái khoen của nó là chưa bị xuống màu luôn. Đó, khoen của nó chưa bị ố luôn. Phôi thì chắc chắn là đẹp rồi. Phôi không có một vết xước nào hết nha mọi người. Đấy. Và phần bát máy của nó thì cũng rất là đẹp. Đó, bát máy C4 cộng và gỗ sẽ là gỗ bần. Gỗ bần còn rất là mới. Này, ok. Rồi, phần gốc của nó đây. Gốc này thì sẽ là mút Eva. Ở đây thì nó sẽ đóng chữ Shimano X-Ride. Ok, cây này thì độ mới rất là cao nha mọi người, tầm khoảng 97-98%. Và còn đầy đủ hộp túi cho mọi người luôn nha. Trọng lượng của cây này thì nó sẽ là 105g. Tại mồi từ 5 cho tới 15g. Thì cái giải mồi này nó thích hợp với đa số những anh em nào mà đánh nước mặn á. Tầm khoảng 5 cho tới 15g sẽ là đẹp nhất. Rồi, cây này thì sẽ có mức giá đó là 2.200.000 nha mọi người. 2.200.000. Và dòng X-Ride này là dòng cần ngắn, thế nên là nó sẽ sản xuất tại Trung Quốc và xuất sang lại thị trường Nhật nha. Trung Quốc xuất Nhật. Ok, mức giá sẽ là 2.200.000. Một cái dòng cần về cho mọi người đánh chẽm, đánh măng là đúng bài luôn. 2.200.000. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một con Shimano Antares DC MDXG phiên bản đời 2018 nha mọi người. Đó, con máy này là một con máy trần đã qua sử dụng, không có hộp sắt phụ kiện nha mọi người, chỉ có máy không thôi. Đó, máy đã qua sử dụng, thế nên là nó sẽ có hao mòn, có chảy xước nhiều, đặc biệt ở phía phần mặt trên này nè. Đó, nó sẽ bị chảy, bị chóc sơn ra rất là nhiều nha mọi người. Còn lại phần mặt bên hông thì còn đẹp nè. Đó, dưới chân máy thì cũng còn tương đối ok, chân máy thì còn đẹp. Mặt trên kia thì nó chảy nhiều, với lại xung quanh máy thì nó sẽ có những cái vết chảy xước lông mèo, hay là phần tay quay, hay là những cái vị trí bắt ốc của nó thì nó cũng bị chảy xước nha mọi người. Đó, nhưng mà mức giá của mình thanh lý lại cho mọi người thì cực kỳ tốt. Con này thì ngoại hình bên ngoài của nó chảy xước, nhưng mà bên trong của nó thì lại cực kỳ ok nha mọi người. Bên trong thì mình đã thay lại cho mọi người cái hệ thống dòng đồng chính hãng của Shimano, của Antares DC MD XG 2018. Thế nên là mọi người sẽ có một cái bộ nhông mới hoàn toàn. Và khi mọi người quay vào tại là nó êm ru luôn, nó quay êm cực kỳ luôn. Nó sẽ không bị rần, không bị xào, không bị lắc nha mọi người. Đó, cực kỳ êm. Mức giá mình thanh lý lại cho mọi người sẽ là 4.900.000 nha mọi người. 4.900.000 Antares DC MD XG 2018. Con này thì với mức giá này mọi người về, mọi người có thể câu, mọi người bào thoải mái luôn, không sợ chảy xước máy. Đối với cái dòng Antares DC MD này thì nó là một trong những cái dòng máy có khả năng ném mồi cực kỳ tốt và rất là trâu bò bạo lực nha mọi người. Đó. Ok. Khả năng hoạt động thì khỏi bàn. Bên mình check test cho mọi người, đảm bảo là không có lỗi lầm gì hết nha mọi người. Đó, còn những cái dấu hiệu ví dụ như hao mòn thì chắc chắn là sau một khoảng thời gian sử dụng nó sẽ bị hao mòn thôi. Đó, nhưng cái đó thì đến sau này khi nào mà nó hư thì mọi người kiên bốc lại thay, mình sẽ thay. Ví dụ như là vị trí sâu lừa là vị trí con lăn, vị trí con lừa dây hay là trục xoắn này. Đó, thì nó, sau một khoảng thời gian nó sẽ bị hư thôi mọi người.
mọi người cứ inbox lại cho mình thì bên mình vẫn có đủ những cái linh kiện đó để sửa chữa cho mọi người. Rồi, con này thì nó sẽ là một dòng máy cao cấp của Shimano, sản xuất tại Nhật. Mức giá mới của nó đâu đó tầm khoảng 12 đến 13 triệu, trên tay mình sẽ là một con hàng thanh lý giá rất là tốt nha mọi người, 4.900.000 về cho mọi người đánh cá lóc, đánh cá chẽm, đánh lua gành kè hạng nhẹ đều rất là ok luôn nha. Thông số vào dây của nó thì mọi người sẽ vào dây số 2.5 và được tầm khoảng 150m. Đó, Antares DC MD 2018, chảy sức nhiều. Cái này về mọi người có thể dán skin lên là nó đẹp. Quan trọng là con máy chúng ta hoạt động là êm ái mượt mà, và cái DC nó hoạt động còn cực kỳ êm nha mọi người. Đó, DC quay kêu rất là to. Bên trong phần thắng của nó đây. Đó, thắng của con này thì nó sẽ là thắng IDC 5 với 3 chế độ chỉnh dây. Đó, 4 chế độ chỉnh dây nha mọi người. Dây B này, dây NM, dây F và dây XB nha. Và bên ngoài thì nó còn có một cái nút với 5 chế độ chỉnh, 6 chế độ chỉnh thắng khác nhau từ min cho tới max nha. Ok. Đó, một trong những cái dòng máy cao cấp của Shimano, mức giá sẽ là 4.900.000 nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một con Daiwa STI-E TW đời 2021 nha mọi người, máy cũ đã qua sử dụng. Đó, con này là một trong những cái dòng cao cấp của Daiwa, mức giá mới của nó thời điểm 2021-2022 thì nó dao động tầm khoảng 14 triệu cho tới 15 triệu. Đó, nhưng mà bây giờ trên tay mình là một con máy cũ đã qua sử dụng. Ngoại hình của nó thì có chảy xước nè mọi người, có chảy xước, nhưng mà hoạt động thì vẫn còn rất là êm ái mượt mà nha. Mức giá của nó sẽ bằng một nửa so với mức giá mới, đó là 6 triệu nha mọi người. Chưa bằng một nửa, 6 triệu thì chúng ta sẽ sở hữu được ngay một con máy ném mồi nhẹ thuộc dạng là đỉnh cao nhất của Daiwa cho tới bây giờ luôn nha mọi người. Tại vì hiện tại Daiwa nó chưa ra cái phiên bản cập nhật, hay là chưa ra những cái phiên bản cao cấp hơn cái dòng này. Đó, Daiwa STI-E TW. Rồi, dòng này thì mọi người có thể đánh những cái dải mồi là siêu nhỏ luôn, 0.8 là 1g là 2g, 3g là nó vẫn xử lý được rất là mượt mà nha mọi người. Đó, và trọng lượng của con Daiwa STI-E TW này thì nó là siêu nhẹ luôn, chỉ tầm khoảng 150g, 145-150g thôi. Đó, sản xuất tại Nhật, made in Japan nha mọi người. Con này thì nó sẽ có vòng tua đó là 6.8, tua thuộc dạng là tua thường nha mọi người. Tua thường thì mọi người sẽ đánh những cái con mồi ví dụ như là Zighead nè, mọi người đánh Azing nè, đánh cá lóc, hồ dịch vụ nè, hay là mọi người lua cá chẽm, lua cá măng đều rất là ok nha. Đó, Starac của nó sẽ là Giron Starac, làm bằng chất liệu giang carbon. Và trên dòng STI này á, thì cái Starac chúng ta vặn nó sẽ không nghe tiếng nha mọi người, nó sẽ không có tiếng. Đó, ok. Rồi, tay cầm của nó, tay quay sẽ là tay quay zin. Ở đây thì nó có chảy sức nhiều do là người ta mở ra mở vào nhiều nha mọi người. Đó, nhưng mà bên trong con máy là còn zin nha mọi người. Mở ra chỉ là mở cái tay quay thôi, chứ còn ốc thân máy là mọi người xem nè, ốc thân máy là chưa mở luôn, còn mới tinh luôn. Đó, chỉ có mở cái tay quay thôi. Con này với mức giá này thì bây giờ mọi người mua về, mọi người đánh suối nè, mọi người đánh măng, mọi người đánh chẽm, mọi người đánh cháp, hay là mọi người đánh cá lóc, hồ dịch vụ đều rất là ổn. Tại vì hiện tại nó vẫn là cái dòng máy cao cấp nhất của Daiwa ở cái thể loại đánh mồi nhẹ bia bét. Đó, ok, Daiwa STI-E TW. Rồi, mức giá của nó sẽ là 6 triệu nha mọi người. Hoạt động thì siêu mượt mà luôn. Đó, máy thì có chảy sức nhẹ nhẹ ở phía mặt trên, nhưng mà hoạt động thì họ phải bàn cực kỳ mượt, không rần, không lắc nha mọi người. Đó, ok, rồi, mức giá sẽ là 6 triệu. Rồi, con máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một con Shimano Stradic 4000XG phiên bản đời 2019, máy mới 100%. Con này sẽ là cái bản xuất sang thị trường Mỹ nha mọi người. Mức giá của nó sẽ là 3 triệu. Thì video trước mình cũng đã lên cái sản phẩm này rồi, cũng có khách chốt, nhưng mà sau đó thì khách bận việc không có lấy máy nữa, mình cũng không có lấy cọc của khách. Thế nên là video này mình sẽ lên review lại con máy cho mọi người xem nha. Con này sẽ là cái phiên bản hàng xuất Mỹ nha mọi người. Khi mà khách mua bên Mỹ, con này tầm khoảng gần 6 triệu. Đó, nhưng mà ở Việt Nam thì bán tầm khoảng 3.4-3.7 thôi. Nhưng mà bên Mỹ nó bán rất là mắc nha mọi người. Những cái hàng của Shimano, ví dụ như Stradic hay là Stella là bán cực kỳ cao luôn. Đó, thì con này khách mua về nhưng mà không có nhu cầu sử dụng thì bên mình có thu lại cái máy này, và bây giờ mình sẽ thanh lý lại cho mọi người với mức giá đó là 3 triệu nha mọi người. Máy mới 100%, 4000XG. Thì mình sẽ đi vào cái thông số cụ thể của nó cho mọi người tham khảo luôn nha. Con này thì sẽ có vòng tua là 6.2, tải cá sẽ được 11kg, trọng lượng của nó sẽ là 280g, số lượng mặt đạn sẽ là 6+1, một vòng quay nó thu được 101cm. Và thông số vào dây thì chúng ta sẽ vào dây số 2.5, nó sẽ vào được 200m nha mọi người. Dòng Stradic 4000 này là một trong những cái dòng máy mọi người có thể đánh được đa dụng rất nhiều thể loại,
từ mọi người đi câu lua cá lóc này, lua lóc nhái thật hay là mọi người lua nhái hơi đó, đều rất là ok, cho tới mọi người đi câu lua gành, cho tới mọi người đi đánh jigging, mọi người đi đánh câu lua cá chẽm cũng đều rất là ok nha. Đó, size 4000 thì nó tùy theo cái định hình và tùy theo cái combo cần thì chúng ta sẽ chọn lựa sao cho nó phù hợp. Rồi, máy mới 100%. Con này là bản xuất Mỹ, thế nên là mình nghĩ là nó cũng sẽ chất lượng hơn những cái bản xuất thị trường Việt Nam hay là những cái bản xuất thị trường châu Á. Đó, tại vì mức giá của nó bên đó khá là cao, mà tầm gần 6 triệu. Nếu mà ai ở bên Mỹ thì chắc chắn cũng biết. Đó, gần 6 triệu cho một con Radix 4000. Nhưng ở Việt Nam thì chỉ bán tầm khoảng 3 triệu 7 cho máy mới thôi. Rồi, con này thì mình sẽ lên thanh lý lại cho mọi người mức giá đó là 3 triệu nha. Radix 4000 XG. Mới 100%, cực kỳ đẹp, đời 2019. Con này thì nó chỉ thua cái đời 2023 một chút xíu thôi. Và thực tế 2019 với 2023 thì về cái form dáng thiết kế hay là công nghệ bên trong thì nó cũng là 1910 hết. Đó. Rồi, mức giá sẽ là 3 triệu như mọi người. Radix 4000 XG phiên bản 2019, mới 100%, 3 triệu. Rồi, con máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một con Shimano Twin Power 4000 XG phiên bản đời 2020 nhé mọi người. Con máy này là con máy hàng 99.99%, rất là đẹp như máy mới luôn nha mọi người. Mức giá của nó sẽ là 5.600.000, đời 2020, full box, đầy đủ hộp sắt phụ kiện. Rồi, bây giờ mình sẽ review con máy cho mọi người xem nha. Đó, ngoại hình của nó thì không khác gì một con máy đập hộp hết mọi người. Đó, từ phần sơn này, chân máy này, cho tới những cái phần ốp, phần mạ chrome của nó thì đẹp như mới luôn, hầu như là không có một vết xước lông mèo nào hết. Đó, ok. Rồi, tay quay. Và trên cái phiên bản Twin đời 2020 này thì cái phần cổ của nó màu vàng nhìn cũng khá là đẹp nha mọi người. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Hoạt động như máy mới. Tiếng rắc của nó đây. Đó, Twin 4000 XG. Thông số vào dây con này sẽ vào dây số 2.5, vào được 200m nha mọi người. Đấy, không khác gì một con máy mới luôn mọi người. Đó, phần ốc của nó đây. Rồi, thân máy nè. Đấy, ốp mạ chrome nè mọi người, đít máy nè, chân máy nè, nắp bên hông nè. Đó, nắp bên hông nè. Rồi, chân máy ở đây nè. Rồi, tem Shimano còn y nguyên luôn nha mọi người. Đó, 4000 XG sản xuất tại Nhật. Thì dòng Twin Power là một trong những cái dòng máy cao cấp của Shimano. Nó với Snella sẽ là hai cái phiên bản thuộc dạng là lâu đời và cao cấp của nhà Shimano. Về sau đó thì nó có ra thêm nhiều cái dòng khác như là Accent hay là Vanquish. Nhưng mà về cơ bản từ xưa đến giờ thì Twin Power và Stella là hai cái con máy xếp chung với nhau. Đó, hai cái dòng cao cấp. Ok, máy rất là đẹp luôn nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Không khác gì một con máy mới. Hoạt động thì cũng không khác gì máy mới nha mọi người. Cực kỳ êm luôn nha. Đó, êm ái, mượt mà, không xào, không lắc. Gạt cước nè. Đó, cực kỳ nảy. Rồi, đối với cái size 4000 XG này thì mọi người cũng có thể đánh được đa dạng rất nhiều thể loại. Từ mọi người câu lua cá chẽm, câu lua cá lóc, nhái thật, nhái giả đều được. Từ mọi người đánh jigging, đánh so jigging. Đó, mọi người lua gành kè hạng nhẹ, thậm chí là mọi người câu lục đầu cần cũng được luôn đối với cái size này. Đó, rồi, máy thì rất là đẹp rồi. Full box, hộp sắt đầy đủ nha mọi người, đời 2020. Mức giá của nó thì chỉ có 5.600.000 thôi. Mọi người sẽ tiết kiệm được rất là nhiều so với mua máy mới. Nhưng mà cái chất lượng mọi người nhận lại cũng chẳng khác gì một con máy mới. Đó, hộp sắt phụ kiện của nó đây. Túi máy này, túi vải của nó này. Rồi, giấy tờ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy cái thông số ra cho mọi người tham khảo nha. Twin 4000 XG phiên bản 2020. 4000 XG. Đây, vòng tua của nó sẽ là 6.2 nha mọi người. Đờ rắc của nó sẽ được 11 kg, trọng lượng sẽ là 260g. Thông số vào dây thì 2.5, vào được 200m. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ở đây là một vòng quay thu được 101cm nha mọi người. Số lượng mặt đạn của nó sẽ là 9 cái và một con lăn bằng nhựa. Ok, rồi, máy đẹp, hộp sắt phụ kiện đầy đủ, không khác gì một con máy mới hết. Twin Power 4000 XG phiên bản đời 2020. Đó. Rồi, mức giá của nó sẽ là 5.600.000 nha mọi người, 5.600.000. Rồi, con máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một con Daiwa Satiga BZ 4000 phiên bản đời 2017 nha mọi người. Nhưng mà con này là một cái phiên bản rất đặc biệt. Nó sẽ là tua chậm nhất của dòng Satiga BZ nha mọi người. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cùng review nó cho mọi người xem. Dòng này thì cũng là một trong những cái dòng máy cao cấp của Daiwa. Mức giá mới của nó thì trên 10 triệu. Hiện tại thì mình sẽ có một con hàng
cụ đã qua sử dụng nhưng mà ngoại hình là 98-99%, rất là đẹp nha mọi người. Mức giá sẽ là 7.900.000. Rồi, ok, đi vào thông số trước cho mọi người tham khảo cái dòng này nha. Con này thì sẽ có vòng tua sẽ là 4.9, trọng lượng sẽ là 430g. Drag của nó sẽ được 10 kg nha mọi người. Một vòng quay của nó thu được 86cm là rất là chậm. Con này sẽ là tua chậm, thế nên là cái khả năng cạo cá, khả năng tải mồ của nó là siêu nhẹ luôn nha mọi người. Số lượng bạch đạn của nó sẽ là 12 cái và một con lăn. Thông số vào dây thì chúng ta sẽ vào dây B số 3, vào được 250m. Thì cái dòng này nó sẽ tương ứng với cái dòng SW5000 của Shimano nha mọi người. Ok, rồi Satiga BZ 4000, rất đẹp. Trên cái phiên bản Satiga đời 2017 này mình vẫn thấy nó rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp. Thiết kế của nó thì nó không quá thô, nó sẽ có những cái đường nét, những cái đường bo làm cho con máy của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn và cái phối màu của nó nhìn cũng rất là bắt mắt. Ok, rồi nó sẽ không bị đơn điệu như là những cái con Satiga 2020 hay là 2023 đó. Núm còn cực kỳ mới luôn nhé mọi người, núm mút Eva nè, mới tinh luôn. Rồi ngoại hình của nó thì cũng còn rất đẹp nha mọi người, 98-99%. Những phần ốp của nó là hầu như là cũng không chảy xước gì hết, rất đẹp luôn. Đó, chân máy của nó đây, chân máy của dòng Satiga này thì nó sẽ làm bằng chất liệu hợp kim nhôm. Đó, và lớp sơn của nó là còn y nguyên hết, không bị bong chóc nhé mọi người. Sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Đó, sơn còn rất là đẹp luôn. Vòng tua 4.9, với cái tua 4.9 này về mọi người đánh cá lóc á, mọi người tải cái con mồi nhái thì chắc chắn là nó kiểu như là như không tải luôn á, hoặc là khi mọi người cạo con cá vào thì nó cũng cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đó. Ok, rồi máy chúng ta rất là đẹp nha mọi người. Spoon đấy. Dòng Satiga này thì mọi người có thể chỉnh được cái tiếng rắc nó to hơn nha mọi người. Đó. Nếu như mọi người muốn chỉnh thì mình sẽ chỉnh cho mọi người. Còn rắc zin cơ bản của nó thì nó chỉ kêu được như vậy thôi. Đó, rồi ok, gạt cước của nó đây. Hoạt động của nó thì khỏi phải bàn luôn nhé mọi người. Cái con này là cái máy tua chậm, thế nên là cái khả năng quay của nó là siêu êm luôn á. Nó không có rần, không có lắc. Đó, và nó siêu nhẹ luôn, quay cực kỳ nhẹ nhàng, êm mượt, êm ái mượt mà. Ok. Rồi, Satiga BZ 4000. Con này về cho mọi người đi đánh lóc nè, mọi người đi đánh jigging nước sâu, tầm nước tầm khoảng trên 50m đến 80m á, thì đánh bằng con này rất là khỏe nha, đánh cực kỳ nhẹ luôn. Hoặc là mọi người sử dụng đi câu lu gành đêm, đó, lu gành mà ví dụ như ở Vũng Tàu mình đánh đêm á, thì thường đánh những cái tua chậm chứ không đánh tua nhanh. Tua nhanh thì mình sẽ sử dụng để đánh ban ngày, đánh mùa gió trướng, còn đánh mùa đêm á, thì sẽ đánh ra tua chậm để cho con cá nó kịp bắt theo con mồi. Ok, rồi con này thì rất là đẹp rồi, hộp sắt phụ kiện còn đầy đủ hết nha mọi người. Mức giá sẽ là 7.900.000. Hộp của chúng ta thì sẽ còn đầy đủ một cái đai quấn cước nha mọi người, một cái đai quấn cước chính hãng của Daiwa nè. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có túi chính hãng của Daiwa đời 2017 nè, và bên trong chúng ta sẽ có lông đèn phụ kiện đó, kèm theo đầy đủ giấy tờ bản vẽ. Rồi Satiga BZ 4000 tua chậm đời 2017, máy rất đẹp. Giá của nó sẽ là 7.900.000 nha mọi người, 7.900. Cái máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một con Shimano Twin Power SW 6000 HG phiên bản đời 2015 nha mọi người, một trong những cái dòng máy châu bò bền bỉ theo năm tháng mà được rất nhiều anh em cần thủ ở Việt Nam tin dùng. Đó, 2015. Ok. 6000 HG thì cái size này thích hợp cho mọi người đánh rất nhiều thể loại, từ mọi người câu jigging nè, mọi người câu lu gành, mọi người câu cá lóc, mọi người câu ngâm lăng xê, mọi người câu lục đều rất là ok luôn nha. Rồi trên tay mình là một con máy cũ đã qua sử dụng, ngoại hình của nó thì rất là đẹp, hầu như là 97-98%. Đó, ok, size 6000 HG, sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đây, quay kỹ ngoại hình cho mọi người xem nha. Spool máy rất đẹp. Đó, tiếng rắc còn rất là hay nha mọi người. 6000 HG. Đối với size này thì B số 3 nó sẽ vào được 300m nha mọi người, trọng lượng của máy sẽ là 430g. Đít máy hầu như là không có một vết xước nào hết. Chân máy đó, rất là đẹp luôn. Tay cuốn cước đẹp đó, rô to đẹp, không chảy xước nha mọi người. Rồi ok, rất đẹp. Tay quay đó, núm cực kỳ đẹp luôn. Con này thì có khả năng đổi tay trái phải được nha mọi người. Mọi người chỉ cần vặn ngược nó ra và chúng ta đổi sang bên này thôi, không cần phải thay cốt. Đối với cái dòng 6000 này thì chúng ta không cần đổi cốt nha. Rồi, số lượng bạch đạn của nó sẽ là 9+1 nha mọi người. Khả năng vận hành của máy thì cực kỳ êm ái mượt mà luôn.
Như mình nói, đối với cái dòng Swim Power mà đời 25 là một trong những cái dòng máy mà nó bền bỉ, mà nó trâu bò, được rất nhiều anh em ở Việt Nam sử dụng. Ok, hoạt động rất là mượt mà nha mọi người. Về cho mọi người đi câu lưu gành nè, mọi người đi đánh jigging, nước tầm khoảng 50-70m đều đánh được nha mọi người. Mọi người đi câu lục, mọi người đi câu cá lóc đều rất là ok. Rồi, con này thì sẽ có mức giá đó là 5.900.000 nha mọi người, 5.900.000. Shimano Stream Power 6000 HG phiên bản 2015. Máy đẹp, không hộp sách phụ kiện, giá sẽ là 5.900.000. Và tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một con Shimano Tradic SW 5000XG phiên bản đời 2020 nhé mọi người. Máy cũ đã qua sử dụng, không có hộp sách phụ kiện, chỉ có máy trần thôi. À, ngoại hình của nó thì cũng còn tương đối đẹp. Ok, dòng này là một trong những cái dòng máy đánh nước mặn tầm trung của Shimano và được rất nhiều những anh em cần thủ ở Việt Nam ưa chuộng. Thậm chí ở nước ngoài, ở Nhật hay ở Mỹ hay ở các nước châu Âu, người ta vẫn rất là thích cái dòng Tradic này nha mọi người. Đó, độ bền của nó thì cực kỳ cao và khả năng vận hành của nó thì rất là êm ái mượt mà nha mọi người. Tradic SW 5000XG thì con này sẽ có trọng lượng đó là 430g, một vòng quay của nó thu được 105cm và có 6+1 mặt đạn nha mọi người. Đó, chuyên dụng cho mọi người đánh các thể loại lua biển này, câu jigging biển này, câu lua gành kè này, hoặc là mọi người đánh nước mặn thì chúng ta có thể câu ngâm, lăn xe sông hồ, câu lục cũng rất là ok nha mọi người, hoặc thậm chí mọi người sử dụng con này đi đánh cá lóc được luôn. Đó, SW 5000XG. Rồi, ok, phiên bản này thì sẽ là phiên bản Tradic Malaysia xuất Nhật nha mọi người, tại vì cái size 5000XG này nó chỉ xuất sang thị trường Nhật thôi. Rồi, ok. Máy của chúng ta thì cũng còn tương đối đẹp. Máy cũ đã qua sử dụng, dòng này thì giá mới tầm khoảng 5.7-5.8. Còn hiện tại trên tay mình là một con hàng cũ đã qua sử dụng mà đời này đời 2020. Thế nên là cái giá của nó sẽ giảm rất là sâu nha mọi người. Chỉ có 3.300.000 thôi, 3.3 triệu. Đó, sản xuất tại Malaysia. Ok, thông số vào dây của con này thì nó sẽ vào dây B số 2, vào được 350m. Thông thường nếu như mọi người đánh con máy này thì chúng ta sẽ vào dây B số 3 hoặc là 2.5, thì nó sẽ vào tương ứng tầm khoảng 250 cho tới 300m nha mọi người. Ok, rồi con này thì còn rất đẹp. Trên phần núm này thì nó có bị chóc sơ một chút xíu ở phần sơn bóng thôi. Đó, phần núm này mọi người. Đấy, còn lại là trên thân máy là còn khá là đẹp. Đó, phần ốp này, chân máy này, đít máy này. Đấy. Rồi, ốp hai bên hông của nó này có ở đây thì có chảy nhẹ nhẹ một chút xíu. Đây, chỗ này này mọi người. Đó, chảy nhẹ nhẹ. Rồi, bên này thì còn đẹp, bên này cũng chảy nhẹ nhẹ một chút xíu. Nói chung là còn khá đẹp nhé. Cho những cái vết xước lông mèo thôi nhé mọi người. Rồi, ok, hoạt động thì êm ái mượt mà khỏi phải bàn. Dòng Tradic này thì tiếng rắc của nó sẽ có hai chiều luôn nhé mọi người. Đó, nó sẽ sử dụng chung cái công nghệ rắc của Shimano bi lò xo, thế nên là nó sẽ có hai chiều. Rồi, ok, hoạt động êm ái mượt mà, không lỗi lầm gì hết. Gạt cước còn rất là nảy. Đó, khi mà gạt ra thì chúng ta quay nó sẽ tự động bật lại nha mọi người. Đó là trên cái dòng 5000 và 6000. Rồi, ok, mức giá của con này sẽ là 3.300.000. Về cho mọi người đi câu jigging, mọi người đi câu lưu gành là đúng bài luôn. Ok, 3.300.000 Tradic SW 5000XG, máy còn rất là đẹp. Rồi, con máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một con Shimano Stella SW 6000XG phiên bản đời mới nhất 2019-2020 nha mọi người. Trên tay mình sẽ là một con máy mới 100% nhưng mà mức giá sale cực kỳ tốt cho mọi người luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ review con máy cho mọi người xem nha. Stella SW 6000XG phiên bản 2019-2020. Con này sẽ có vòng tua là XG. Đó, nó sẽ là tua nhanh nhất của dòng máy Shimano, thích hợp cho mọi người đánh các thể loại, ví dụ như lua này, so jigging này, câu lục này. Đó, ok, máy của chúng ta sẽ là máy mới nhưng mà mức giá thì sẽ là giá sale nha mọi người. Máy mới thế nên là ngoại hình của nó là không chảy xước này. Đó, không hao mòn, không cấn móc, không lỗi lầm gì hết nha mọi người. Đó, ok, núm tay quay này. Đó. Đối với cái tua XG thì cái núm màu ở đây nó sẽ là màu vàng đồng nha mọi người. Còn tua HG thì núm nó sẽ là núm màu giống như màu thân máy. Rồi, ok, thông số vào dây của nó thì nó sẽ vào dây B số 3 và được 300m nha mọi người. Đó, ok. Đó, máy mở 100%, thế nên là những cái núm vặn này là nghe rất là rõ nha. Đờ rắc, nghe rất là hay nha mọi người. Đó, ok. Rồi, máy chúng ta thì không có chảy xước nha. Máy mới bên mình bán ra thì nếu mà có chảy xước thì mọi người sẽ được đổi trả hoàn toàn miễn phí. Thế nên là mọi người cứ yên tâm.
đó, không lỗi lầm gì hết. Và bên mình khi mà bán những cái dòng cao cấp này, đặc biệt khi mà bán ra thì mình sẽ kèm cho mọi người cái chế độ bảo hành và bảo dưỡng lâu dài để cho mọi người yên tâm sử dụng nha. Đó. Ok, rồi, máy này sẽ là máy mới, thế nên là ngoại hình không có gì bàn cả. Bây giờ mình sẽ review cho mọi người cái hộp và thông số của nó nhé mọi người. Mức giá mới của nó bình thường sẽ là 16.500.000, nhưng mà hiện tại thì mình săn được một con hàng sale mức giá rất là tốt, 14.500.000 nha, 14.500.000. Đó, bên trong thì sẽ có túi đựng tay quay nè, máy mới thế nên là sẽ có đầy đủ hết giấy tờ của nó nè mọi người. Đó, giấy tờ, rồi túi máy của nó đây nha, túi máy Shimano Stella đây nha mọi người. Bên trong thì chúng ta sẽ có đai máy và lông đèn phụ kiện nha mọi người. Dòng này thì chúng ta không cần phải cốt đổi tay, vẫn có thể đổi tay trái phải được bình thường. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái thông số của nó cho mọi người tham khảo nha. Shimano Stella SW6000XG. Đó, con này thì sẽ có vòng tua đó là 6.2. Đờ đắc của nó lên tới 13kg nha mọi người. Trọng lượng của nó chỉ có 425g thôi. Thông số vào dây thì BE số 3 sẽ vào được 300m. Một vòng quay của nó thu được tới 112cm. Và có 13 bạc đạn cộng một con lăn nha mọi người. Đó, thì đây là dòng máy cao cấp, hiện tại là cao cấp nhất của Shimano. Đó, cao cấp nhất ở cái thể loại câu biển SW nha mọi người. Rồi, ok, máy mới hoàn toàn 100%. Mức giá thì lại sale cực kỳ tốt cho mọi người luôn, 13.500.000. Chúng ta sẽ sở hữu được ngay em Stella SW6000XG phiên bản đời mới nhất, 14.500.000 nha mọi người. 14.500.000 thì chúng ta sẽ sở hữu được ngay một em Stella đời mới nhất, máy mới 100%, 14.500.000. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một con Daiwa Certet đời 2019 nha mọi người. Certet LT 3000SCHDH. Đó, con này thì cực kỳ đẹp luôn, đời 2019, tay quay đôi. Tay quay đôi này thì mọi người có thể đánh được đa dạng rất nhiều thể loại, từ lua chẽm, lua lóc cho tới câu mực đều rất là ok nha mọi người. Cối của nó sẽ là cối S, cối nông, thì giúp cho chúng ta ném dây xa hơn, mượt mà hơn. Đó, Certet 2019 thì dòng Certet là một trong những dòng máy câu thuộc dạng là cao cấp của Daiwa nha mọi người. Đó, Certet và Acid nó cũng giống như là Stella với lại Twin Power của Shimano vậy đó. Ok, máy của chúng ta thì cũng còn rất là đẹp. Máy này là máy cũ đã qua sử dụng, không có hộp sắt phụ kiện nha mọi người, chỉ có máy thôi. Ngoại hình của nó thì có chề xước lăm dăm, lông mèo phần đít máy một chút xíu nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo, chân máy là còn đẹp nha. Chân máy đẹp nè. Đó, chân máy sản xuất tại Nhật, mức giá sẽ là 5 triệu nha mọi người. Phần rotor của nó sẽ làm bằng chất liệu zircon carbon, thế nên là khi chúng ta chiếu đèn qua thì nó sẽ hiện lên những cái đường vân. Đó. Rồi. Ok, tay quay đôi rất đẹp, zin cực kỳ êm luôn nhé mọi người, êm mượt nhẹ nhàng, không xào không lắc. Đó, gạt cước nè. Rồi, ok, đờ rắc của nó đây. Đó, thông số của dòng Daiwa Certet này thì cũng thuộc dạng là đầu bảng luôn nhé mọi người. Con này thì sẽ có trọng lượng đó là 220g, và toàn bộ cái phần khung thân của nó vẫn là một chất liệu hợp kim nhôm, đem đến cái sự chắc chắn cho chúng ta. Nhưng mà trọng lượng của nó thì cũng không hề nặng nha mọi người, chỉ có 220g thôi. Và số lượng bạch đạn của cái bản tay quay đôi này nó lên tới 12 cái bạch đạn đó, thế nên là cho chúng ta một cái khả năng vận hành là siêu êm ái, siêu mượt mà luôn đó. Nó sẽ tăng thêm 2 cái bạch đạn so với cái bản thường, do là nó sẽ có 2 cái núm tay quay nha mọi người. Đó, ok, rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống light rulo có mặt siêu hai đầu, giúp cho con máy Daiwa Certet 2019 này một trong những con máy mà nó ít bị hư rulo nhất. Đó. Và đặc biệt trên cái đời này mình nghĩ là nó cũng ít hư rulo nha mọi người, chứ trên những cái đời ví dụ như là trên Acid 2022 á là rất hay bị hư cái rulo này. Đó. Nhưng mà trên Acid, trên Certet 2019 á thì mình không biết sao, nhưng mà cái rulo ạ, Certet 2019 rất ít khi bị xào. Đó. Rồi, ok, con này thì sẽ có mức giá đó là 5 triệu nha mọi người, 5 triệu cho một con Daiwa Certet tay quay đôi, sản xuất tại Nhật đời 2019, máy đẹp, không có hộp sắt phụ kiện, giá sẽ là 5 triệu. Sẽ lên review cho mọi người sẽ là con Daiwa Certet SW4000H phiên bản đời mới nhất 2024 nha mọi người. Đó, một con máy mới ra mắt tầm khoảng 1 đến 2 tuần nay thôi. Bây giờ thì mình sẽ review cho mọi người xem nha. Đó, Certet SW2024. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào thông số của nó. Ở đây thì mình sẽ chọn cho mọi người vòng tua là sẽ là vòng tua H là 5.7 nha mọi người. Trọng lượng của nó sẽ là 335g. Mắc đờ đắc của nó sẽ được 12kg nha mọi người. Một vòng quay thu được 90cm. Số lượng mặt đạn sẽ là 10 cái. Thông số vào dây thì chúng ta sẽ vào được dây BE số 2.5 và được 260m. Đó, ok, đó là cái thông số của nó. Còn bây giờ mình sẽ review cho mọi người cái ngoại hình của Daiwa Certet SW2024 nha.
Đó, đầu tiên thì mọi người nhìn vào thì nó cũng na ná như cái con Certes 2021 và nó sẽ giống y chóc cái con Certes LT 2024 nha mọi người. Nó chỉ khác biệt là cái dòng này nó sẽ bự hơn, body nó sẽ lớn hơn và nó sẽ nặng hơn thôi. Đó. Ok, rất là đẹp luôn. Một trong những cái cải tiến hơn so với cái đời cũ đó là nâng cấp lên lại cái rotor này nha mọi người. Đời cũ thì nó sẽ là e-rotor, thì nó sẽ là một chất liệu rayon carbon. Đó, còn đời mới nó sẽ là air-ride rotor. Cái chất liệu của nó sẽ là một chất liệu khác, nó sẽ giúp cho cái rotor này cứng cáp hơn và nhìn nó sẽ thanh mảnh, nó gọn nhỏ gọn hơn. Đó, ok. Và một cái điều đó là cái thân máy của Daiwa Certes đó, 4.000, 5.000 và 6.000 thì hầu như là nó sẽ na ná nhau nha mọi người. Đó, hầu như nó na ná nhau, nó to gần như nhau luôn. Và trên cái phiên bản đời cũ của nó sẽ không có size 4.000, còn trên phiên bản đời 2024 thì nó sẽ ra cho mọi người cái size 4.000. Ok. Đó. Đối với cái size này và cái trọng lượng của nó sẽ là 335g thì mình nghĩ con này là một con máy câu cá lóc là nhức nách luôn, đúng bài luôn, cực kỳ hiệu quả và thông số cực kỳ đẹp luôn nhé mọi người. Rồi, ok, đó là phần thiết kế của nó. Ngoài cái phần air ride rotor thay đổi ra thì mình thấy là nó cũng không khác biệt gì nhiều so với cái phiên bản đời trước 2021. Rồi, ok. Cực kỳ đẹp, chắc chắn, cầm chắc, đầm tay. Và khả năng vận hành của Daiwa thì phải nói là siêu êm mượt luôn nhé mọi người. Cực kỳ êm ái, mượt mà luôn. Đó, không có cái độ rơ lắc nhiều giống như máy của Shimano. Đó, cầm rất là chắc tay, quay đến đâu là nó chắc đến đó luôn. Và nó rất là mịn nhé mọi người, quay cực kỳ mịn, cực kỳ nhẹ. Ok, thì đó là cái ngoại hình của Certes 2024. Bây giờ thì mình sẽ review đến cái phụ kiện và cái hộp của nó nhé mọi người. Con này hiện tại mình đang bán với mức giá đó là 11 triệu nhé mọi người. Hàng GDM bản nội địa Certes FW4000H. Đối với cái size này thì về mọi người đánh cá lóc là đúng bài nhất. Hoặc là mọi người có thể đánh những thể loại khác như là cá lưu gành, cá chẽm, cá nhồng, hay là mọi người đánh lục đầu cần, hay là mọi người đánh so jigging, đánh line jigging đều được. Ok, bên trong thì sẽ có giấy tờ và lồng đèn phụ kiện sẽ bỏ trong này nhé mọi người. Đó, bên trong của nó thì sẽ có một cái đai máy đó mọi người. Đó, một cái đai máy và lồng đèn phụ kiện. Hình như là đời 2024 nó cho mọi người cái đai, còn đời 2021 nó không có cái đai máy nhé mọi người. Đó. Túi máy thì sẽ không có nhé mọi người. Bên đời 2024 thì hoàn toàn nó sẽ bỏ trong những cái túi màu trắng như vậy. Đó. Ok, rồi. Đó là cái phần phụ kiện của cái máy Certes 2024 này. Bây giờ thì mình sẽ quay lại cái máy của chúng ta. Đó, một con máy đời mới rất đẹp. Thiết kế mới, nhẹ hơn đời cũ, khỏe hơn đời cũ. Đó, rồi mức giá của nó sẽ là 11 triệu nhé mọi người. 11 triệu máy mới 100% Certes SW4000H 2024, 11 triệu. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cái siêu phẩm của Daiwa vừa mới ra mắt trong năm 2024. Vừa mới ra mắt tầm khoảng 1 đến 2 tuần nay thôi nhé mọi người. Con này sẽ là con Daiwa Luvias LT 2500S phiên bản đời 2024 nhé mọi người. Đó, máy mới 100% thì mình sẽ lấy về cái mẫu này để mình review cho mọi người xem nha. Xem nó khác biệt gì so với cái phiên bản Luvias đời trước nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào thông số trước nha mọi người. Vòng tua nó sẽ là 5.1 thì mình sẽ chọn cho mọi người cái phiên bản tua chậm để cho mọi người đánh jighead này, đánh những con mồi mềm. Trọng lượng sẽ là 150g, siêu nhẹ. Mắc drag sẽ được 5kg. Số vòng một vòng quay thôi được 72cm. Số lượng mặt đạn sẽ là 9 cái nha mọi người, cực kỳ nhiều luôn. Và thông số vào dây thì chúng ta sẽ vào dây số 1 và được 140m. Ok, Luvias 2024. Rồi đó là cái hộp của nó và thông số. Bây giờ thì sẽ đến con máy của chúng ta. Đó, đời 2024 rất là đẹp luôn nhé mọi người. Đó, cái màu sắc của nó sẽ là cái màu nòng súng, màu xám nòng súng, cực kỳ đẹp luôn. Đó, nó sẽ giống y chang như con Daiwa Airity SF 2023. Đó, thì trên Luvias 2024 chúng ta cũng có được cái màu này. Và màu này mình thấy là rất là đẹp nha. Màu này mà lên những cây cần, ví dụ như là cần của Shimano hay Daiwa, cái tông màu mà nó xám xám đen đen như vậy là lên là cực kỳ đẹp luôn. Lên Rebellion hay là lên Xen là rất là ok nha mọi người. Rồi, rất đẹp. Con này thì nó không khác gì một con hàng cao cấp cả mọi người. Mức giá mới của nó thì hiện tại mình đang bán đó là 7 triệu nha mọi người. 7 triệu, Daiwa Luvias 2500S. Đó, cực kỳ đẹp.
thân máy của dòng Daiwa Luvias thì nó sẽ làm bằng chất liệu dây carbon, thế nên là trọng lượng của con máy này là siêu nhẹ. Đối với cái size 2500S nhưng mà trọng lượng của nó chỉ có 150g thôi nha mọi người. Và nó trang bị cho mọi người 9 cái mặt đạn. Thế nên là cái khả năng vận hành của dòng Luvias này là siêu êm mượt luôn, cực kỳ nhẹ nha mọi người. Rất là nhẹ luôn. Quay kiểu như là không quay vậy đó. Rất nhẹ, rất mượt. Đó. Ok, và Airride và cái phần rotor của nó sẽ là Airride rotor nha mọi người, chắc chắn hơn, bền bỉ hơn và cũng nhìn cũng nhỏ gọn, thanh mảnh hơn cái phần Air rotor giống như những cái phiên bản đời cũ. Đó, tiếng rắc thì rất là hay. Đó, tiếng rắc trên Luvias 2024 nghe đã lắm mọi người. Đó. Ok. Rồi, dòng này thì nó vẫn được sản xuất tại Trung Quốc và xuất sang lại thị trường Nhật nha mọi người, Trung Quốc xuất Nhật. Đó, ok, tay quay của nó sẽ là tay quay kim loại và màu nó sẽ trùng với cái màu của tông máy luôn. Đó, rất là đẹp. Hiện tại thì Luvias 2024 mình thấy là một trong những cái con máy mà đẹp, mà đáng trải nghiệm nhất cho tới thời điểm hiện tại. Đó, thông số thì cực kỳ khủng rồi và thiết kế thì rất là đẹp. Rồi, ok. Mức giá của nó sẽ là 7 triệu nha mọi người. Hiện tại thì mình sẽ có sẵn được size 2500S. Còn những cái size khác như là 3.000, 4.000 hay là 1.000 thì mọi người cứ inbox mình sẽ order cho mọi người. Mức giá của nó thì cũng dao động tầm khoảng 5-7 triệu thôi mọi người. Đó, nó không cao lắm. Rồi, phụ kiện của chúng ta thì sẽ bao gồm đó, túi của Daiwa nè và giấy tờ chính hãng của Daiwa nha mọi người. Đó, giấy tờ SLB Work nè và lông đèn phụ kiện đầy đủ. Ok, một cái dòng máy mức giá thì không quá cao, tầm khoảng 7 triệu nhưng mà cái ngoại hình, thiết kế và cái thông số và hiệu năng sử dụng của nó thì mình thấy là rất là ổn rồi nha. Đó. Còn về trải nghiệm thực tế sau này thì mình sẽ làm những cái video review sau cho mọi người, nhưng mà hiện tại trên tay được như vậy là mình thấy là quá là ok rồi. Rồi mức giá của nó sẽ là 7 triệu nha mọi người, 7 triệu Luvias 2024, 7 triệu. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên giới thiệu cho mọi người sẽ là một con máy câu hàng siêu hiếm luôn. Con này sẽ là con Daiwa DSLT 2000SS SLB 23 Limited nha mọi người. Đó, một cái phiên bản máy giới hạn và cực kỳ khó mua. Và mức giá của con này thì cũng ngang tầm với Exit nha mọi người. Và thậm chí nó còn khó mua hơn cả Exit luôn. Thông số của nó thì cũng như Exit luôn nha mọi người. Đó, rồi bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem. Cực kỳ đẹp luôn, máy cực kỳ ngầu, Daiwa DSLB 23 Limited. Đó, size 2000SS thì cái size này về cho mọi người đi lua cá lóc hồ dịch vụ nè, mọi người đi lua cá suối nè, mọi người đi lua cá chẽm, lua cá măng mà đánh UL là phải nói là cực kỳ phê luôn nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ review con máy cho mọi người xem. Con này thì sẽ là một con hàng cũ đã qua sử dụng, nhưng mà cái ngoại hình của nó thì cũng không khác gì một con máy mới. Đó, mới 99%. Rồi, máy này thì nó sẽ bị một cái khuyết điểm là nó sẽ không có cái hộp nha mọi người. Nó sẽ không có cái hộp. Đó, chứ còn nếu mà nó có cái hộp thì mức giá của nó sẽ rất là cao. Rồi, con này thì rất là đẹp rồi. Không có một vết chảy xước nào luôn. Và cực kỳ ngầu nha mọi người. Cái form dáng của nó sẽ là form dáng của Daiwa Luvias. Nhưng mà cái thông số của nó đó, thì nó sẽ là cái thông số của Daiwa Exit. Con này thì nó sẽ trang bị cho mọi người 12 cái bạch đạn. 12 cái bạch đạn. The Rack của nó sẽ là 5kg. Và trọng lượng của nó sẽ là 150g nha mọi người, siêu nhẹ luôn. Thông số vào dây thì chúng ta sẽ vào được dây 0.3, nó sẽ vào được 150m nha mọi người. 0.3, 150m. Đó. Ok. Quá là đẹp luôn. Cực kỳ mượt. Với 12 cái bạch đạn thì cái khả năng vận hành của con máy này là siêu êm mượt luôn nha mọi người. Đó, thì con máy này là cái ngoại hình của nó sẽ là ngoại hình của Luvias, nhưng mà nội thất sẽ là nội thất của Exit nha mọi người. Từ cái hệ thống bánh răng cho tới bạch đạn của nó sẽ bê từ con Exit mà bê sang con này nha. Đó, thế nên là trọng lượng của nó là siêu nhẹ, 150g. Rồi, ok. Mức giá của con này mình đang thanh lý cho mọi người sẽ là 8.800.000 nha. 8.800.000 Daiwa DSLB 2000SS 23 Limited. Đó, giá sẽ là 8.800.000. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, không có một vết chảy xước. Máy này chỉ có máy thôi nha mọi người, không có hộp. Còn túi thì mình có thể tặng thêm cho mọi người cái túi để mọi người đựng cái máy. Rồi, ok, rất đẹp. Tiếng drag của nó cũng rất là hay nha mọi người. Đó, siêu hay luôn. Và dòng này thì dĩ nhiên là nó sẽ sản xuất tại Nhật rồi. Made in Japan, SLB Work. Và những cái phiên bản này là thường những cái phiên bản phải đặt hàng trước mới có được máy này nha mọi người. Rồi, mức giá của nó sẽ là 8.800.000 Daiwa
23 Limited DS SLB 2000 SS 8.800.000. Tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người cũng là một con máy hàng siêu hiếm nha mọi người. Con này về cho mọi người câu hay là sưu tầm đều rất là ok luôn. Đây là phiên bản Daiwa Gate Kabizin EX1003. Đó, tua chậm nha mọi người. Đời của nó tầm khoảng 2017 2018 gì đó. Đó, thiết kế cái form này là form của đời 2017 nha mọi người. Đó, ok, rất là đẹp luôn. EX Gate Kabizin EX. Con này là một trong những dòng cao cấp mức giá mới thời điểm mà mọi người mua mới tầm khoảng 14 đến 15 triệu. Còn bây giờ trên tay mình là một con máy hàng cũ đã qua sử dụng nhưng mà cái ngoại hình của nó thì xuất sắc luôn, đẹp. Hầu như là 97-98% nha mọi người. Đó, những cái phần ốp của nó là mới tinh luôn, không có một vết chảy xước nào luôn nha mọi người. Đó, ốp máy nè, đít máy nè. Đó, chân máy nè. Rồi, sơn của máy là không bị chóc luôn nha mọi người. Sản xuất tại Nhật. Con này thì đối với cái size này mọi người có thể đánh suối nè, mọi người câu tôm nè, đó, rất là ok. Tay quay của nó sẽ là tay quay kim loại màu vàng cực kỳ đẹp. Trên tay quay của nó thì có lại phải vài vết lông mèo nhỏ xíu ở đây thôi mọi người, cũng không có đáng chú ý cho lắm. Đó, ok, rồi còn lại cái máy của chúng ta thì quá là đẹp rồi. Máy này siêu đẹp và cái tiếng drag trên Daiwa Gate Kabizin EX này thì nghe phải nói là đáng đồng tiền mắt gạo luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người nghe nào. Đó, siêu hay luôn, rất là to. Con này thì thông số của nó cũng cực kỳ khủng nha mọi người. Sở hữu tới 10 bạch đạn, có trang bị mạc siêu đầy đủ ở trục chính và rotor, trục chính và rulo nha mọi người. Đó, ok. Ok, quay cái con máy này thì nó màu đỏ thế nên là cực kỳ khó lấy nét. Đó, ok, rất đẹp luôn nha mọi người. Daiwa Gate Kabizin. Đó, cực kỳ đẹp. Thông số của nó, trọng lượng của nó sẽ là 100. Quay con máy này cực kỳ khó lấy nét nha mọi người. Trọng lượng của nó sẽ là 165g. Số lượng mặt đạn của nó sẽ là 10 cái. Mắc drag của nó sẽ là 2kg nha mọi người. Vòng tua của nó sẽ là tua chậm 5.6. Ok, rồi máy này rất là đẹp rồi. Thông số vào dây của nó thì sẽ vào dây be số 0.3 vào được 120m nha mọi người. 0.3 120m. Máy trần, không có hộp sắt phụ kiện. Đó, chỉ có máy thôi nhưng mà máy thì rất là đẹp. Rồi mức giá của con này sẽ là 6.500.000 nha mọi người. Daiwa Gate Kabizin EX 1003. Tua chậm, giá sẽ là 6.500.000. Rồi sản phẩm cuối cùng trong video clip ngày hôm nay mình sẽ lên cho mọi người sẽ là một con Shimano Stella SW 10.000HG phiên bản đời 2022 nha mọi người. Đó, máy của chúng ta là máy cũ đã qua sử dụng nhưng mà còn hộp sắt phụ kiện đầy đủ và máy thì cũng còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ review con máy cho mọi người xem. Size 10.000HG này là một cái size mà nó ra mắt sau những cái size trước nha mọi người. Những size trước ví dụ như 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 14 hoặc là 20.000 á, thì nó sẽ ra vào năm 2019 đến 2020. Nhưng mà riêng cái size 10.000HG thì nó sẽ là cái phiên bản sản xuất sau, nó sẽ ra vào năm 2022 nha mọi người. Đó, ok, máy chúng ta thì cũng còn rất là đẹp. Size này thì nó sẽ thích hợp cho mọi người đánh bobbing nè, bobbing ở côn đảo nè, bobbing ở giàn khoan, đánh bằng cái size này vẫn rất là ok nha mọi người. Đó, thì vừa rồi mình vừa mới đi đánh bobbing ở giàn khoan được mấy con GT cũng khá là to. Mình sẽ để cái hình ở đây cho mọi người xem nha. Rồi ok, ngoài ra thì mọi người còn có thể đi đánh zigging nước sâu nè, mọi người đi đánh lục, đánh lục săn hàng nè, hay là mọi người đi câu ngâm lăng xê, câu ngâm cá tra đều rất là ok nha. Thì cái size này mọi người câu ngâm cá tra là đúng bài luôn, tại vì cái phần con lăng cước của size 10.000 á thì nó sẽ to hơn, nó sẽ giúp cho mọi người đánh những cái dây size lớn tốt hơn nha. Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ review cái ngoại hình của nó cho mọi người xem nha. Con này là máy cũ đã qua sử dụng nhưng mà ngoại hình thì cũng còn rất là đẹp. Mọi người nhìn cái chân máy mà nhìn cái tem của nó còn y nguyên là biết cái máy xài rất là ít nha. Đó, cái tem Shimano còn y nguyên này mọi người. Đó, chân máy còn rất đẹp nè. Đó, rồi hầu như là không vết chảy nào luôn nha. Rồi đít máy đây, đít máy còn đẹp keng luôn nha mọi người. Đít máy là không có một vết chảy nào luôn á, chỉ có những cái vết vân tay của mình thôi, lâu là nó sẽ sạch bóng hết luôn nha mọi người. Đó, ok. Rồi phần rotor, rotor thì có chảy chóc chóc nhẹ nhẹ ở đây một chút xíu ở những cái viền này mọi người. Đó, nhưng mà không đáng kể lắm. Đó, bên này thì còn đẹp keng luôn. Rồi bên này cũng vậy nha mọi người, đẹp keng luôn. Đó, tay cuốn cước nè. Đó, rồi con lăn cước nè, mới tinh luôn nha mọi người. Ok, spool của nó là đẹp như mới. Đó, spool của nó đây, không khác gì một cái spool mới luôn. Stella SW 10.000HG.
Rồi, ok, hoạt động thì êm ái mượt mà nha mọi người. Con này là không lỗi lầm gì luôn, quay là cực kỳ êm luôn nha. Nó quay không có một tiếng động nào luôn. Những cái dòng máy lớn mà nó quay được như vậy là máy nó rất là êm nha mọi người. Đó, cực kỳ êm ái luôn. Nhẹ nhàng, không xào lắc, không rần nhông. Êm ái mượt mà. Về cho mọi người đi đánh biển là đúng bài luôn. Câu ngâm, lăng xê, câu bobbing, câu đủ thể loại được hết luôn nha mọi người. Stella SW10000HG. Thông số vào dây thì nó sẽ vào dây be số 5, vào được 300m nha mọi người. Rồi, máy của chúng ta thì cũng còn khá là đẹp. Đó, 97-98%. Rồi, bây giờ mình sẽ review bên trong cái hộp của nó cho mọi người xem nha. Thông số của máy. Hộp của nó thì sẽ bao gồm cho mọi người phụ kiện là đầy đủ. Đây, túi máy Shimano Stella chính hãng, size 10.000. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có giấy tờ lông đèn. Giấy tờ của nó, lông đèn và cốt đổi tay trái phải với mọi người. Đây, cốt đổi tay trái phải đây. Thì đối với cái size 8.000 trở lên á, thì nếu như mọi người muốn đổi sang tay phải thì chúng ta sẽ thay cái cốt này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái thông số cụ thể cho mọi người tham khảo để xem coi có hợp với cái kiểu chơi của mọi người không nha. Rồi, rồi, hình như cái thông số, cái tờ giấy thông số của nó bị mất rồi mọi người. Đó, thì mình sẽ để cái thông số của nó ở trên màn hình cho mọi người xem nha. Con này thì cái thông số của nó, cái tờ giấy thông số của nó bị mất rồi. Tại vì máy cũ mà, nó còn sao thì mình bán vậy thôi. Trọng lượng của nó thì nếu như mình nhớ không nhầm, con này sẽ là 670g. Số lượng mặt đạn của nó sẽ là 13+1. Một vòng quay của nó thu được tầm khoảng 130cm, 125 cho tới 130cm nha mọi người. Đó, thông số vào dây thì chúng ta sẽ vào dây số 5, vào được 300m. Rồi, ok, máy đẹp, hộp sắt phụ kiện đầy đủ. Mức giá của nó sẽ là 12.500.000 nha mọi người. Shimano Stella SW10000HG phiên bản đời 2022, giá sẽ là 12.500.000. Ok, vậy là mình đã lên hết tất cả những món hàng trong video clip ngày hôm nay rồi nha mọi người. Nếu như mọi người muốn mua hàng hay là muốn được tư vấn hay là order hàng thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào trong phần Zalo, số điện thoại mình để ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Bye bye.